Thế ta chỉ chánh pháp giải thoát, xa lìa ngu ngoại có ba. Thơ một, liệt bài vọng tưởng và niết bàn. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, nói là niết bàn đó, nói những pháp gì gọi là niết bàn mà các mãi đạo mỗi phái khởi vọng tưởng. Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ. Ngài nói rằng nghe Phật nói là niết bàn, thì cái niết bàn này là cái gì? Nhưng mà mỗi cái nhóm ngoại đạo ai cũng nói rằng mình tu được niết bàn, như vậy thì cái niết bàn đó nó khác nhau thế nào? Phật bảo Đại Huệ lắng nghe khéo suy nghĩ đó, ta sẽ vì ông nói. Như các ngoại đạo vọng tưởng niết bàn, chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận niết bàn. Cái câu này Đức Phật này xác nhận các cái ngoại đạo họ vọng tưởng, họ nghĩ đó là niết bàn, mà thực ra cái họ nghĩ niết bàn đó không phải là họ tùy thuận niết bàn. Tùy thuận tức là về theo hay theo về với cái chỗ bất sanh bất diệt, gọi là tùy thuận. Thành ra họ nói niết bàn mà họ nói ở trong cái vọng tưởng, chứ không phải họ trở về chỗ không sanh không diệt. Đại Huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, hoặc có ngoại đạo ấm giới nhập diệt, cảnh giới lìa dục, thấy pháp vô thường, các loại tâm tâm sở chẳng sanh, chẳng nghĩ cảnh giới quá khứ vị lai hiện tại, các thọ ấm hết như ngọn đèn tắt, như hạt giống hư, vọng tưởng chẳng sanh, nơi những cái này khởi tưởng niết bàn. Đại Huệ, chẳng phải do kiến hoại gọi là niết bàn. Thì đoạn này tuy rằng Đức Phật nói là ngoại đạo, nhưng mà sự thực nó cũng là ở trong cái pháp của nhà Phật. Hàng nhị thừa họ thấy cái thân năm ấm này, hay là cái thập bát giới, hay là thập nhị nhập, nó diệt đi rồi, cảnh giới lìa dục, tức là họ không còn có cái tham biết nữa, rồi thấy các pháp là vô thường, rồi thấy các loại tâm vương tâm sở nó không sanh, rồi không có khởi nghĩ cảnh giới quá khứ hiện tại vị lai, tức là bao thời. Khi đó cái thọ ấm của họ hết, giống như ngọn đèn tắt, như cái hạt giống nó hư, nó không còn sinh hết được. Ngang đó họ vọng tưởng chẳng sanh, nghĩa là không còn khởi vọng tưởng, thì họ tưởng đó là niết bàn. Thì như vậy cái niết bàn này là cái niết bàn của hàng nhị thừa. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bảo chẳng phải do kiến hoại gọi là niết bàn, tức là cái kiến chấp hết, ngang đó gọi là niết bàn. Giải thích, trước nói chấp nhận pháp, đây là y chánh nhân để biện chánh quả. Chánh nhân tức là cái chỗ mình nhận ra cái gốc ban đầu, rồi để đạt được cái chánh quả là cái nhân chánh, để đi tới cái quả thành Phật là cái quả chánh. Ban đầu nói như các ngoại đạo vọng tưởng niết bàn, lại nói chẳng phải vọng tưởng kia tùy thuận niết bàn. Vọng tưởng tùy thuận và chánh rành rõ, vọng tưởng khác còn tùy thuận niết bàn khác. Thí dụ như mình bây giờ tu, mình thấy vọng không theo, đó là vọng tưởng hay là tùy thuận? Vọng tưởng hay tùy thuận? Nếu mình thấy vọng mình theo đó thì vọng tưởng, còn thấy vọng không theo đó thì tức gì trở về cái thanh tịnh, mà trở về thanh tịnh gọi là tùy thuận niết bàn. Bởi vậy cho nên vọng tưởng và tùy thuận, một chánh một tà, nó rõ ràng, nó rành rẽ, phải không? Nếu khởi vọng tưởng thì đó là tà, còn mình biết tùy thuận niết bàn tức là đừng theo vọng tưởng thì đó là chánh, chứ không gì hết. Sa bài các thứ chẳng ngoài vọng tưởng, rốt chỉ ra chánh pháp chính rõ tùy thuận, chỉ chánh pháp để mình biết cái cách mà tùy thuận niết bàn. Nói là tùy thuận tức là tùy thuận tự tánh, tùy thuận tức là tùy thuận và trở về với tự tánh. Cái gì? Cái tánh mình nguyên là thanh tịnh, chẳng sanh chẳng diệt. Bây giờ mình biết trở về cái thanh tịnh chẳng sanh chẳng diệt đó thì gọi đó là tùy thuận. Còn mình chạy theo vọng tưởng đó là vọng tưởng. Xưa nay tự tánh thanh tịnh mà do khách nhiễm ngăn che nên chẳng hiển lộ.
thì tất cả chúng ta đều có cái tánh thanh tịnh, mà do khách nhiễm, tức là khách trần, nó làm nhiễm ô, nó làm cho ngăn ngại, nó che ngăn, nên cái tánh đó nó không hiển lộ. Như hồi nãy tôi nói, chúng ta tất cả nhìn thấy cái đồng hồ, thì cái nhìn mà không có khởi niệm, không khởi nghĩ, thì đó là cái tánh sẵn thanh tịnh của mình. Vừa giấy niệm vừa khởi nghĩ thì bị cái khách nhiễm nó che ngăn. Nó vừa khởi niệm vừa giấy nghĩ, đó là cái khách nhiễm nó che ngăn. Rồi tai nghe tiếng cũng vậy, nếu tai nghe tiếng mà chỉ nghe không khởi niệm để phân biệt tiếng hay tiếng dở, thì đó, thì cái nghe đó là tự tánh thanh tịnh, nó hiển lộ. Còn vừa giấy niệm phân biệt tiếng hay tiếng dở, đó là khách nhiễm nó đã che ngăn. Như vậy thì chúng ta thường thường ở đây mình sống với cái tùy thuận hay sống cái khách nhiễm che ngăn? Sống cái nào? Nghĩa là tu thì ai cũng đòi về niết bàn, đòi nhập niết bàn hết, mà hàng ngày thì cứ theo khách nhiễm nó che ngăn, phải không? Bởi vì sao? Vừa nghe cái thiệt khởi nghĩ đây là tiếng gì, chê mình chăng, khen mình chăng, nói xấu mình chăng, nói tốt mình chăng, vân vân. Chứ không bao giờ nghe thì cứ để nghe thôi, phải không? Rồi thấy như vậy, thấy thì cái này đẹp chăng, xấu chăng, chứ còn không bao giờ thấy là thấy thôi. Đó. Bởi vì khởi cái nghĩ đẹp xấu khen chê, đó là khách nhiễm che ngăn. Đó. Còn nếu ai thấy nghe mà không có khởi cái đó thì khách nhiễm hết che ngăn. Mà hết che ngăn thì đó tình niết bàn hiển tiện, tức là tự tánh mình hiển tiện, mà tự tánh thanh tịnh đó là niết bàn. Đó. Nên hiểu câu này thì thấy nó rõ ràng, tu không phải về cái chuyện xa lạ, không phải cái chuyện màu nhiệm gì hết, mà mình biết cái nào là cái hư, cái nào là cái thực. Mình bỏ cái thực mà chạy theo cái hư đó là mê, bỏ cái hư mà trở về cái thực đó là ngộ. Bởi vậy cho nên chạy theo khách thì khách nó làm mình nhiễm ô, nó ngăn che tự tánh. Còn nếu mình không chạy theo khách thì cái niết bàn nó hiển lộ, hay là tự tánh thanh tịnh nó hiện bài. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì trên thánh đạo sanh dứt che được hiển lộ, gọi là niết bàn. Mình giác ngộ được cái tâm thanh tịnh sẵn có của mình thì cái trên thánh đạo nó hiện tiền, nó sanh ra, dứt được mọi cái che ngăn, rồi hiển lộ. Cho nên cái đó gọi là niết bàn. Thì như vậy ở đây nó niết bàn là chỉ cho cái tâm thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta, chứ không phải niết bàn là cái gì ở nơi nào, như người ta thường nói cõi niết bàn rồi đó. Không phải vậy, mà chính cái tâm thanh tịnh của mình nó không bị nhơ nhiễm, không bị ngăn che, hiển lộ được đầy đủ thì gọi đó là niết bàn. Nên nói tùy thuận chân như do lìa chướng mà lập bài ha. Nói tùy thuận chân như hay là tùy thuận niết bàn đó là do muốn cho mình lìa những cái che ngăn ở bên ngoài đó. Cảnh giới ấm giới nhập diệt lìa dục đó, nghĩa là kia quán sát pháp ấm giới nhập cứu cánh vô thường, chẳng tham cảnh giới. Đã chẳng tham cảnh giới thì pháp tâm vương tâm sở, tâm tức là tâm vương, chẳng hiện ở trước, cho nên cũng không có niệm ba đời quá khứ vị lai. Như ngọn đèn tác hạt giống hư, tức là dụ cho cảnh giới diệt thọ, tức là diệt thọ tưởng định. Nghe diệt thọ tưởng định thì đó là pháp của hàng thanh văn chứng được. Loại vọng chấp này chỉ là tưởng hoại, chẳng phải kiến hoại. Tưởng hoại tức là vọng tưởng hết, mà không phải cái kiến chấp về pháp ngã hết. Vậy kiến chấp pháp ngã là cái chấp, cái kiến phần của cái thức A Lại Gia làm ngã chưa hết. Chỉ có thấy cái thanh năm quẩn này nó là vô ngã thôi, chứ chưa thấy cái kiến phần của cái thức A Lại Gia là không phải ngã. Vì vậy mà nói cái tưởng hoại chứ không phải kiến hoại. Kiến hoại là giác tự tâm hiện lượng rõ
biết pháp ấm giới nhập do mê tự tâm vọng hiện cảnh giới vốn không có sanh cũng không chỗ diệt. Chừng nào mà muốn được cái kiết hoại đó là lúc đó mình phải giác ngộ được tự tâm hiện lượng của mình. Mình biết rõ ràng ấm giới nhập tất cả cái cảnh bên ngoài và bản thân mình nó vốn không có sanh, mà không sanh thì đâu có diệt. Cái kiến chấp sanh diệt lìa vọng tưởng chấm dứt, tức là mình không còn thấy có sanh có diệt là thiệt, thì vọng tưởng đâu còn, thì tự tánh niết bàn. Thì như vậy thì tự tánh niết bàn nó hiển bày, chẳng phải quán pháp vô thường tùy diệt thọ tưởng. Diệt tưởng thọ vọng chấp là niết bàn, không phải như mình quán cái pháp vô thường rồi nhập được cái diệt thọ tưởng định, ngay đó mình tưởng niết bàn, thì cái đó chưa phải là cứu kính. Niết bàn ở đây là phải ngộ được tự tánh của mình, biết các pháp bên ngoài nó không thiệt, thì trở về được tự tánh đó mới gọi là niết bàn. Chứ còn diệt được cái thọ tưởng chưa phải là niết bàn. Đại huệ hoặc do từ phương đến phương gọi là giải thoát. Cảnh giới tưởng diệt vẫn như gió dừng, hoặc do năng giác sở giác thấy hoại gọi là giải thoát, hoặc thấy thường vô thường sở tưởng giải thoát, hoặc thấy các thứ tướng tưởng chiêu cảm nhân sanh khổ, suy nghĩ việc ấy rồi chẳng khéo dám biết tự tâm hiện lượng, kinh sợ nơi tướng mà thấy vô tướng sanh, rất yêu thích sở tưởng niết bàn. Đây là giải thích những cái niết bàn của ngoại đạo, niết bàn của ngoại đạo chấp như thế nào thế nào, đây dẫn cho mình biết. Là giải ở dưới thì nói rõ những cái chấp đó. Ngài dạ lời giải từ phương đến phương theo cổ chú dẫn dẫn luận rằng ngoại đạo thứ hai nói rốt ban đầu có phương, từ phương sanh ra thế gian và người, nhân sanh trời đất thứ lớp địa thế trở về nơi phương, nói là thường trụ là niết bàn, chấp phương là niết bàn. Như vậy phương là cái gì thì đây mới giải thích cái phương. Song thánh luận sư lập sáu câu sanh nhân, trong câu thạch có chính pháp đất nước lửa gió không thời phương ngã ý. Thì chữ phương ở trong cái thánh luận sư thì nó là một phần trong chín phần. Còn minh luận sư chấp đại phạm thời phương bản tế tự nhiên hư không ngã, bãi pháp thường trụ hay sanh tất cả pháp, thì như vậy minh luận sư cũng có phương. Ba thứ nói phương này đều là không thể tướng, bởi vì cái phương đó là cái tưởng ra chứ không có cái tướng thiệt. Thấy các pháp hiện tiền không từ đâu sanh, vọng chấp sanh nhân từ nơi hư vô, cho đó là phương. Như tự nhiên hư không bản tế, các thứ lập danh đều không thực thể. Lập danh là cái này là tự nhiên có, thì tự nhiên hỏi cái gì? Tự nhiên là cái gì? Không biết cái gì hết. Hỏi núi tại sao có? Tự nhiên có. Thì hỏi cái tự nhiên nó là sao? Không biết. Phải không? Nó tự nhiên là nó thẳng vậy. Nó thẳng vậy, nhưng mà thẳng vậy là sao? Đâu, sao nhà Phật không có nói tự nhiên? Phải không? Thành ra cái danh từ tự nhiên, hư không bản tế nó chỉ là một cái danh từ thôi, chứ nó không có cái thực thể. Cho nên nói là các thứ lập danh đều không thực thể. Lại chú nói phương là loại, loại tức là giống vậy. Từ phương đến phương không có cõi khác. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, biết người sanh người, ngộ chim sanh chim, cùng tám muôn kiếp không có cải đổi. Từ loại đến loại không mất bản tánh. Đây là nói ngoại đạo họ tu, họ nhập định, họ thấy tám muôn kiếp trở về trước, thì cái nào sanh ra cái nào nó tự có như vậy. Chim sanh ra chim, người sanh ra người, hay là quả là đen cò thì trắng, nó thẳng như vậy. Cho nên họ cố chấp, họ cho đó là từ phương đến. Đây là đây lại là ngoại đạo tự nhiên, cho các pháp như tự nhiên sanh. Ba lối chấp ở trước là từ phương mà sanh, trở về phương diệt. Lối chấp sau là bản tánh không mất, tùy chỗ tự tại. Ý vọng chấp này cho là thường trụ, tất cả cảnh giới cao mong tưởng diệt như gió chống dừng, chấp là niết bàn. Nghĩa là cái tưởng diệt, thì khi tưởng diệt thì ngang đó họ cho đó là niết bàn.
Năng giác sở giác kiến hoại là chẳng thấy tâm năng giác cùng cảnh sở giác, gọi là kiến hoại, tức là không thấy có tâm năng sở. Thấy thường vô thường là chẳng khởi thấy thường vô thường. Xét hai lối chấp này dường như cùng lìa năng nhiếp sở nhiếp, và xa hai cái thấy đoạn thường gần nhau. Xong chẳng do giác biết tự tâm hiện ra, vọng tự đè ép toàn rơi vào năng sở. Thì như vậy, cái mà nói là không có thấy thường vô thường, cũng như không thấy có năng nhiếp sở nhiếp, hai cái nó dường như gần nhau, giống nhau. Thì gần giống với chánh pháp của Phật nói, nhưng mà nó khác cái chỗ bên kia nói như vậy, biết như vậy, rồi đè bẹt cho cái vọng tưởng nó hết, chứ không biết được cái tự tâm hiện lượng của mình, không giác được cái tự tâm hiện lượng của mình. Bởi không giác được cái đó, cho nên cũng vẫn gọi là kiến chấp ngoại đạo. Nên dùng kiến dẹp kiến, phải gọi là vọng tưởng. Thấy các thứ tướng tưởng, chiêu cảm, nhân sanh khổ, sanh tâm kinh sợ, thấy nơi vô tướng. Loại này là nhị thừa, quán vô thường, khổ không vô ngã, giữ trên như thiên lệch, ưa nơi không tịch. Tức là nói rằng nhị thừa thì thấy cái tướng tưởng, chiêu cảm như sinh khổ, tức là cái khổ sở dĩ có là do cái tâm tham sân si của mình đó mà chiêu cảm sanh ra cái quả khổ, rồi thấy vậy kinh sợ muốn đi tới cái chỗ vô tướng. Thì như vậy đó là cái lối quán vô thường khổ không để đi tới chỗ vô ngã. Rồi lúc đó giữ cái chân như thiên lệch, tức là cái chân như mà nghiêng một bên, thấy các pháp nó vô ngã, đó gọi là niết bàn, ưa cái chỗ không tịch lặng lẽ. Do chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng, nên chẳng biết tất cả tánh tướng do nội thức biến tương tự đều không có thật, vọng sanh kinh sợ, bỏ một giữ một, chẳng lìa vọng tưởng. Bởi mình không giác ngộ được tự tâm hiện lượng, cho nên rồi mình thấy các cái cảm bên ngoài do nội thức biến dường như có, rồi mình tưởng nó là thật, rồi sanh ra cái sợ quản nó. Vì vậy mà mình muốn bỏ nó, nhưng bỏ cái này giữ cái kia, cho nên gọi là bỏ một giữ một. Bỏ một là bỏ, thí dụ mình bỏ vọng tưởng để mình giữ chân như, thì hai cái đó cũng là cái sai. Tại sao? Vì vọng tưởng hay là chân như giống như sống với nước vậy, mình bỏ sống để còn nước thì được không? Thì đó cũng là cái vọng tưởng. Cho nên đây kết luận đều là vọng tưởng. Hoặc có hiểu biết các pháp trong ngoài, tự tướng cộng tướng, đi đến hiện tại có tánh chẳng hoại, khởi tưởng niết bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tất cả pháp hoại, khởi tưởng niết bàn. Hoặc ngoại đạo trí huệ ác, thiêu đốt thấy tự tánh và sĩ phu, hai cái có gián cách. Sĩ phu hiện ra gọi là tự tánh, như loại minh đế cầu na chuyển biến, cầu na là tác giả, khởi tưởng niết bàn. Hoặc bảo phước chẳng phải phước hết, hoặc bảo các phiền não hết, hoặc bảo trí huệ, hoặc thấy tự tại là chân thật, người tạo sinh tử, khởi tưởng niết bàn. Đây đó là chỉ cho những cái lối chấp niết bàn theo của những kiến chấp ngoại đạo. Như nói rằng hiểu biết các pháp trong ngoài, tự tướng cộng tướng, tức là tướng chung tướng riêng, đi đến hiện tại có tánh chẳng hoại, khởi tưởng đó là niết bàn. Hoặc bảo ngã nhân chúng sanh thọ mạng, tất cả pháp có hoại, thì tưởng đó là niết bàn, nhân dân. Thì như vậy chưa phải là cái cứu kính, mà cứu kính ở đây niết bàn là phải nhận ra được cái tự sanh bất diệt của chính mình, thì cái đó mới thực là niết bàn. Nên ở đây là dẫn những cái niết bàn ở ngoại đạo giải thích. Hiểu biết các pháp trong ngoài vân vân có tánh chẳng hoại, tức là nhận ngã trong ngũ ấm gọi là tự tánh. Như văn trước thanh cảm giác, đây là chấp thường. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, tất cả pháp hoại, cho là bốn tướng diệt hoại đồng với hư không, đây thành là đoạn kiến. Bốn tướng nó hoại cho niết bàn, thì niết bàn đã thuộc về đoạn kiến. Tự tánh tức là minh đế, sĩ phu tức là thành ngã. Cho tự tánh, sĩ phu hai cái đó
sĩ phu từ tự tánh mà ra, cho nên nói như loại minh sơ. Cầu na dịch là y, nghĩa là thành nhã y minh sơ, chuyển biến mà sanh. Y là tác giả khởi tưởng niết bàn, chỉ tưởng cái minh sơ đó là cái niết bàn. Nên nói y không sanh có trở lại về không, cũng đồng với đoạn kiến. Phước chẳng phải phước hết là không có tội phước tất cả, không ngại, không có nhân quả. Hoặc bảo các phiền não hết, hoặc bảo trí huệ, kia dùng phiền não trí huệ làm hai. Hoặc bảo hết phiền não là y trí huệ, hoặc bảo phiền não tự nhiên hết chẳng do trí huệ đoạn, đều không phải là chánh nhân. Thường thường nói trí huệ phiền não là hai, thì sự thật cái chỗ này tất cả chúng ta có thấy trí huệ phiền não là hai không? Hay một? Trí huệ phiền não là hai hay một? Thí dụ như bây giờ mình thấy một cái món đồ tốt, mình khởi lòng tham, mình muốn được cái món đồ tốt đó, thì đó là phiền não hay trí huệ? Cái đó là phiền não, phải không? Thì khởi cái lòng tham món đồ tốt của người ta, đó là phiền não. Rồi giờ cái mình liền đó mình tỉnh, mình nói tham là cái tật xấu, cái đó là cái xấu phải bỏ. Rồi cái món đồ đó, cái dáng ngoài nó tốt, chứ nó là tướng vô thường, là duyên hợp hư dối. Mình xét như vậy để mình dứt cái lòng tham, cái đó là gì? Là trí huệ. Như vậy thì cái tham và cái trí huệ hai cái là khác, phải không? Hai cái khác mà tại sao Phật nó thấy hai cái đó khác, cũng là ngoại đạo nữa. Như vậy mình có thuộc ngoại đạo không? Bởi thế này, thực ra khởi lòng tham từ đâu mà khởi? Khởi quán cá pháp, cái món đồ đó là duyên hợp dối, cái món đồ là vô thường để dứt lòng tham, thì cái đó cũng từ đâu mà khởi? Thì rốt cuộc cũng từ sống mà khởi, phải không? Thì cái gốc của nó là không có hai, nhưng mà khởi tham thì đó là cái quấy, mà khởi cái trí quán để dứt lòng tham đó là cái phải. Nên tuy có quấy có phải, nhưng gốc là không hai, phải không? Không có hai người, một người tới tham rồi một người có trí huệ, đâu phải là hai, cũng chính là mình. Cho nên cái mê, cái giác, chúng ta tưởng chừng như là hai, mà thực là đâu có hai. Nghĩa là hiểu sai đi thì gọi đó là mê, nhận định đúng là giác. Thì như vậy đó, cái hiểu sai và cái nhận định đúng đó, chỉ trong tích tắc của tâm niệm thôi, phải không? Tâm niệm trước nghĩ sai thì đó phải là tâm niệm mê. Tâm niệm sau xét lại, biết cái đó sai rồi, nhận ra đúng, thì cái đó gọi là trí huệ, là giác. Thì như vậy cái mê giác nó cũng từ tự tâm mình nó phát, chứ không phải ở đâu khác. Mà không phải ở đâu khác thì cái gốc nó đâu phải hai, phải không? Chỉ là cái ngọn ngành có hai. Cũng như giờ mình thấy cái cây nó lên có hai tược, cái gốc là một mà có hai tược. Thì khi thấy hai tược lên trên, rồi mình thấy đây là hai cây, đúng chưa? Nó hai tược thì được, chứ không phải nó hai cây, vì nó một gốc mà, phải không? Một gốc thì không thể nó hai cây được, mà nói nó hai tược hay là hai nhánh, vì nó có nhánh bên phải, nhánh bên trái, thì gọi nó là hai. Nhưng mà sự thực nó là một gốc thôi. Nó là một gốc thì chúng ta nếu phân biệt nhất định hai đó là thiệt, thì chúng ta mê hay tỉnh? Nó là mê rồi. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói, nếu mà thấy trí huệ phiền não là hai đó, thì đó là cũng ở trong cái nhân của cái hiểu của ngoại đạo, chứ không phải là cái niết bàn thịt. Hoặc thấy tự tại, tức là tự tại thiên, tức là đại tự tại, đại phạm thiên, thuận thế suy chấp đại phạm thiên, hay tạo chúng sanh sanh tử, tức lấy hay tạo tác làm thường trụ. Như hồi nãy nói đó, nghĩa là mình ở đây thì không chấp tự tại thiên, mà nói có đánh tạo quá đó, thì cũng là cái lối nói. Hoặc bảo lần lượt sanh nhau, sanh tử lại không có nhân khác, như thế là chấp trước nhân mà kia ngu si không thể hay biết,
vì không biết nên khởi tưởng niết bàn. Và có ngoại đạo nói, được đạo trên đế khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy công đức và công đức sở khởi hòa hợp một khác đồng chẳng đồng khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy tự tánh sở khởi chim khổng tước có màu sắc, các thứ tạp bảo và gai nhọn vân vân các tánh thấy rồi khởi tưởng niết bàn. Đó, đây cũng là một số niết bàn của ngoại đạo sai lầm. Giải thích cái đó, lần lượt sanh nhau là cha sanh con sanh cháu, đời đời tiếp nối không có nhân khác. Chẳng biết dòng ái là giống, kết tưởng làm thai, chấp nhận vô minh hoặc nghiệp làm gốc sanh tử, không có giải thoát. Không có giải thoát mà họ tưởng đó là giải thoát á. Vì chẳng biết nên an phận nơi sanh tử khởi tưởng niết bàn, nghĩa là cứ tiếp tục sanh đó, ôi sống ở đời này, nghe cha sanh con sanh cháu, rồi cứ như vậy tiếp tục sanh, sống đó là an nhiên tự tại rồi, ngược lại chi cho khổ, phải không? Mà nếu an nhiên tự tại đó là niết bàn. Thì cái niết bàn như vậy đó là niết bàn của thế gian, họ bất lực rồi họ chấp nhận gì thôi. Như thế gian hiện nay cha con ông cháu sanh tử tiếp nối lầm cho là lẽ dĩ nhiên, cái đó là dĩ nhiên, nhưng mà Phật thì Phật không chịu cái đó, phải không? Cha đế tức là minh đế, chấp minh đế cho là đạo, công đức và công đức sở khởi tức là năng tác sở tác, nghi năng sở hòa hợp mà sanh, thấy một khác đồng chẳng đồng, thải đều không ngoài tứ cú. Tự tánh sở khởi là tự nhiên sanh, cũng đồng với vô nhân, bảo rằng chim quả xưa nay vẫn đen, chim cò xưa nay vẫn trắng, người trời vốn đi đứng thẳng, súc sanh vốn đi ngang, cây tùng thì ngay, cây cước thì cong, chim thú màu sắc, các thứ sanh bảo tạp đều tự nhiên sanh, không có nhân quả. Thấy cái nào nấy tự sao nó có tốt quá. Ví dụ như mình thấy con chim sao nó rằng ri đủ màu đủ sắc, nó đó là tự nó vậy, phải không? Chứ không phải do cái gì hết. Thì đó là cái tưởng niết bàn một cách không nhân không quả đó. Đại huệ hoặc có giác 25 chân thật, hoặc vua gìn giữ nước, nhận luật đức lượng, khởi tưởng niết bàn, hoặc thấy thời là tác giả, thời tiết thế gian, giác như thế khởi tưởng niết bàn, hoặc bảo tánh, hoặc bảo phi tánh, hoặc bảo biết tánh phi tánh, hoặc thấy có giác cùng niết bàn sai biệt khởi tưởng niết bàn. Đây cũng là những cái niết bàn của ngoại đạo tưởng. 25 chân thật là số lượng sư lập 25 đế, lục đức tức là thắng luận lập lục cú, trước chấp 25 minh đế và lục cú luận tức là niết bàn. Đây lấy năng giác năng thọ làm niết bàn. Vua gìn giữ nước là thọ tháo phần gìn giữ chúng sanh. Thời tức là ngoại đạo, thời tán tức là ngoại đạo thời tán, chấp tất cả pháp đều tự thời sanh, xem thấy cây cỏ tươi khô nở rụng, chấp thời là thường là một, là nhân của vạn vật, là nhân niết bàn. Cái chấp thời này nó cũng có lý của nó. Ví dụ như tới mùa đông thì theo các nước lạnh thì lá cây rồi nó rụng trơ cành hết, rồi tới mùa xuân thì nó nở, thì tự theo cái thời tiết mà cây cỏ theo đó mà nó xinh tươi nảy nở hoặc là nó khô héo. Thì như vậy người ta cho thời gian là cái sinh ra muôn vật, đó là cái lối chấp thời. Có vật không vật, chẳng phải có chẳng phải không, cũng thuộc về nhân với vô nhân. Giác là giác tưởng, giác tưởng thì dao động, niết bàn vắng lặng. Phật bảo là khác và chấp không khác, đồng một vọng chấp, nói rằng vọng tưởng khác vì vọng tưởng là động, niết bàn khác vì niết bàn là vắng lặng, cho vọng tưởng niết bàn là hai thì cái đó cũng là không được. Có loại như thế các thứ vọng tưởng ngoại đạo, nói ra chẳng thành đã thành, người trí bỏ đó đại huệ như thế, tất cả đều rơi vào hai bên khởi tưởng niết bàn. Các niết bàn vọng tưởng của ngoại đạo như thế, trong ấy chọn không hoặc sanh hoặc diệt. Đại huệ, mỗi thứ niết bàn của ngoại đạo kia là họ tự luận trí huệ quán sát chọn không có chỗ lập, như vọng tưởng kia tâm ý đi lại trôi dạt sao động, tất cả không có được niết bàn. Đây là Phật kết luận
tất cả cái chấp niết bàn của ngoại đạo đều là không thiệt, chỉ là vọng tưởng thôi, chứ nó không có cái chân thật niết bàn. Thì giải thích kết luận nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng thấy chẳng thành niết bàn, do vọng tưởng thấy như vậy là chấp chứ không phải niết bàn thiệt. Nghĩa là chẳng ngoài hai bên có không hoặc trụ hoặc xước, còn không có thật nghĩa. Nghĩa là phàm nói niết bàn mà còn thấy có hai bên thì cái đó chưa phải niết bàn, hết chọn không có thật được niết bàn. Đây đều chẳng giác biết tự tâm hiện lượng, theo cảnh tự tâm hiện, hư vọng phân biệt, không có trí như thật, tất cả làm ra đều không thành lập. Như vậy thì cái thật trí là cái không phải do tạo tác, không phải đối đãi. Còn cái gì mà tạo tác đối đãi thì cái đó không phải là thật niết bàn. Như vậy thì đoạn trên là giải thích cái chấp niết bàn của ngoại đạo nhiều lối nhưng mà đều không phải thiệt niết bàn. Đây Đức Phật mới chỉ cách tùy thuận niết bàn chân thật theo Phật dạy. Đọc tiếp phân tạng. Thứ hai, chỉ Như Lai tùy thuận niết bàn. Đây là mới tùy thuận niết bàn á. Đại huệ, như ta nói niết bàn là khéo giác biết tự tâm hiện lượng, chẳng nắm trước ngoại tánh, lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên, năng nhiếp sở nhiếp không thật có, tất cả độ lượng không thấy được thành, ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, buông bỏ kia rồi được tự giác thánh pháp, biết hai vô ngã, lìa hai phiền não, trừ sạch hai chướng, hằng lìa hai cái tử, tiến lên mỗi địa đến Như Lai địa, các pha muội sâu như bóng huyễn vân vân, lìa tâm ý ý thức gọi là niết bàn. Đại huệ, ông và các đại bồ tát khác nên phải tu học, phải chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Thì như vậy ở đây Đức Phật mới giải tùy thuận niết bàn của Như Lai là như thế nào. Trước hết là nói khéo giác biết được tự tâm hiện lượng, tức là mình phải nhận ra nơi mình có cái tâm thể thanh tịnh, cái tâm thể thanh tịnh đó, rồi mình không có đắm trước ngoại tánh, tức là sự vật bên ngoài. Nghĩa là nhận nơi mình có cái tự tâm thanh tịnh, không có dính mắc ngoại cảnh bên ngoài, rồi lìa tứ cú, nó nói như mình là lìa nhị cú thôi, phải không? Thấy chỗ như thật, thấy được cái chân thật, không kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên, đó, không có mắc kẹt. Tất cả cảnh do tự tâm hiện, vọng tưởng chấp bên này bên kia, bên có bên không, bên phải bên quấy vân vân. Rồi năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, biết nó là không thật có. Người cảnh biết rõ là không thật, tất cả độ lượng không thấy được thành. Nên tất cả cái độ lượng tức là so tính phân biệt, ngang đó nó không thấy, không còn nữa, thì ngang đó là được thành tựu. Ngu nơi chân thật không nên chấp nhận, ngu cái cảnh dối, cảnh do vọng tưởng sinh mà tưởng là chân thật thì cái đó mình không nên chấp, không nên nhận. Buông bỏ kia rồi, tức là buông bỏ những cái vọng tưởng chấp hai bên đó rồi thì được tự giác thánh pháp, tức là được tự giác thấy rõ được cái tự tâm hiện lượng của mình, hay là thấy rõ được cái tâm tánh thanh tịnh của chính mình, gọi là thánh pháp. Khi mà đạt được thánh pháp thì biết được hai cái vô ngã, tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, lìa được hai cái phiền não, hai phiền não tức là tùy phiền não và căn bản phiền não, trừ sạch hai chướng, tức là trí chướng và hoặc chướng, hay hoặc chướng là trí chướng, hàng lìa hai cái tử là thành đoạn tử, biến dịch tử, tiến lên mỗi địa, tức là tiến lên mỗi địa, sơ địa đến thập địa, rồi tới Như Lai địa, đến Như Lai địa, các ta muội sâu như bóng quyển, tức là ở trong cái chánh định sâu thấy các pháp hiện có như bóng như quyển, cho nên lìa tâm ý ý thức thì chỗ đó gọi là niết bàn. Như vậy thì quý vị thấy niết bàn ở đây Phật nói nó dễ hay khó?
nghĩa là phải qua hết mấy cái đó mới gọi đó là niết bàn ha. Bởi vậy nên Phật mới dạy đại huệ ông và các vị đại bồ tát khác nên phải tu học chống xa lìa tất cả kiến chấp niết bàn của ngoại đạo. Như vậy thì phải tu học cái niết bàn của Phật, đừng có theo cái niết bàn mà của ngoại đạo chấp mê đó, cái đó là không đúng. Đây mới giải thích tự tâm hiện lượng tức là niết bàn xưa nay thanh tịnh, cho nên nói thanh tịnh niết bàn đó, hay là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Thường thường cái lối tu thiền của thiền tông á, thì cũng còn có cái tên gì mình nói là thiền tông, hay là nói là tự tánh thanh tịnh thiền. Bởi sao? Lối tu thiền này là trở về cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, cho nên tự tánh gọi là tự tánh thanh tịnh thiền. Vì vậy mà cái thiền này là cái thiền để thể nhập cái niết bàn ngay cái tự tánh của mình á, chứ không phải cái niết bàn ở bên ngoài hay là ở đâu khác. Tánh nó vốn lặng, chỉ bậc trên thánh giả tự chứng được ở trong. Cái tánh niết bàn này nó vẫn là thanh tịnh yên lặng, chỉ người nào là bậc thánh giả mới chứng được nó ở trong. Cho nên nói hiểu biết, hiểu biết tức là nhận được cái đó. Hiểu biết đây rồi, thấy tánh vốn lặng cùng tất cả pháp, không phải một, không phải khác. Đó là mình nhận được cái bản tánh thanh tịnh đó rồi, thì đối với các pháp bên ngoài không thấy một, không thấy khác nữa. Nên nói chẳng đấm trước ngoại tánh, tánh tức là vật, lìa tứ cú, thấy chỗ như thật, đạt được cái chỗ như thật. Thấy chỗ như thật thì lý chân như hiển bài, lìa tất cả tướng, tất cả phân biệt. Mình thấy được cái như thật thì cái lý chân như hiển bài, lý chân như hiển bài tức là lý niết bàn chính gì. Như vậy thì mình lìa tất cả cái phân biệt theo tướng bên ngoài. Nên nói chẳng kẹt tự tâm hiện vọng tưởng hai bên. Tất cả cái cảnh mà đối diện mình nó có đối đãi đó, có trắng có đen, có tốt có xấu, là cái cảnh của tự tâm hiện vọng tưởng chứ không gì hết. Rồi chia ra có năng nhiếp, có sở nhiếp, nó đều là không thật. Những cái đó biết rõ nó không thật. Lý chân như hiển bài thì tưởng tướng đều lặng, ác con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nếu khi nào mình đạt được cái lý chân như, tức là cái tâm thể thanh tịnh, thì lúc đó không có nghĩ, không có nói. Như bây giờ tất cả quý vị, một phút giây nào đó mình không có một cái niệm nào vọng tưởng, thì lúc đó là có nói có nghĩ không? Mà không có niệm vọng tưởng lúc đó có mình hay không? Mình cũng hiện hữu, mình hiện hữu, mình thấy, mình nghe, mình biết hết, mà không niệm giấy khởi thì đó là chân như hiển tiện. Mà khi đó có nói có nghĩ không? Mà vừa nói vừa nghĩ thì cái chân như nó còn không anh? Bởi vậy cho nên nó bật đường ngôn ngữ, hay là dứt cái lối tâm duyên đó, nó là tâm vừa giấy niệm nên là đã mất cái đó rồi, vừa khởi nói thì đã mất cái đó rồi. Vì vậy mà nói rằng tới cái chỗ này thì con đường suy nghĩ bạc, lối nói năng dứt. Nên nói tất cả độ lượng chẳng thấy được thành, không còn hỏi cái độ lượng thì ngang nó được thành. Ngu nơi chân thật chẳng nên chấp nhận, bởi vì chỗ như thật chẳng phải nói bàn suy tính. Nếu nói bàn suy tính luôn bị nó làm ngu nên chẳng chấp nhận. Hai vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Hai phiền não là căn bản phiền não và tùy phiền não. Hai chướng là hoặc chướng và trí chướng. Hai tử là thành đoạn và biến dịch. Bốn thứ hai này từ giác tự tâm hiện lượng một lúc chống thấy, đến chứng vô trụ xứ niết bàn mới được viên mãn. Bốn thứ hai đó, hai vô ngã, hai gì, hai phiền não, hai chướng, hai tử, bốn cái hai đó nó mà dứt được rồi thì đó là chứng được vô trụ xứ niết bàn. Thấy vô trụ xứ niết bàn đó mới được tròn đủ. Niết bàn này là chân như lý, ra khỏi sở phi chướng, đại bi bát nhã thường phụ giúp, nên chẳng trụ sanh tử và niết bàn. Lợi lạc hữu tình tột mé vị lai, dụng mà thường lạc.
tuy mình đạt được cái lý chân như đó là niết bàn, nhưng mà mình nhờ cái bát nhã, trí tuệ bát nhã nó giúp mình, cho nên mình không có kẹt ở trong sanh tử, mà không có trụ trong sanh tử, mà cũng không có thích niết bàn, tùy duyên làm lợi ích chúng sanh. Cho nên dụng mà thường lặng, nói cách khác tịch mà thường chiếu đó. Nên nói ta mũi không xa lìa tâm ý ý thức, hai niết bàn này trong nhân kết quả cả hai đều bình đẳng, chỉ Như Lai có đó, hai cái niết bàn đó thì trên nhân và quả bình đẳng, chỉ có Phật có thôi. Hai niết bàn đó là hai niết bàn nào? Tức là tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Hai cái đó nhân quả bình đẳng, Phật mới có à, gồm hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn, chung thành bốn thứ à. Như vậy thì tự tánh thanh tịnh niết bàn, rồi vô trụ xứ niết bàn, hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, thì chung thành bốn thứ niết bàn. Thế nên Như Lai nên nói đủ bốn: nhị thừa đoạn kiến tư phiền não, hiển bài chân lý, tuy có chút khổ để y mà hay hai hoặc hàng diệt, nên cũng được hữu dư niết bàn. Nếu vô dư y thì nhị thừa cũng có cũng không à, nhị thừa thì có cái hữu dư niết bàn chắc chắn rồi, nhưng mà vô dư niết bàn thì cũng có cũng không. Tại sao? Vì y nơi chẳng thấy bản lai tự tánh thanh tịnh và vô không vô trụ xứ, nên nói kia không. Nói không là vì thiếu cái tự tánh thanh tịnh niết bàn và thiếu cái vô trụ xứ niết bàn. Còn y nơi phiền não trước hết hiển bài chân lý, lìa tướng lặng lẽ, lặng lẽ an vui cùng Phật không khác, nên nói cũng có. Cũng có là vô dư y niết bàn của hàng nhị thừa là do cái phiền não chướng các ngài hết, các ngài thấy được chân lý, cho nên ngài có cái niết bàn đó. Tổng tụng khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: ngoại đạo chấp niết bàn, mỗi mỗi khởi vọng tưởng, đây từ tâm tưởng sanh, không phương tiện giải thoát à. Đây nói là ngoại đạo họ chấp niết bàn, thì cái niết bàn đó mỗi thứ đều do vọng tưởng mà khởi, đây là do tâm tưởng mà sanh chứ không phải là giải thoát thiệt à. Ngu nơi phược, phược đó xa lìa phương tiện khéo, ngoại đạo tưởng giải thoát trọn chẳng sanh. Bởi vì họ mê lầm, cho nên họ chấp có cái năng phược, có cái sở phược, do đó cho nên họ xa lìa cái phương tiện khéo léo đi. Vì vậy mà ngoại đạo họ tưởng là họ giải thoát, mà cái giải thoát đó trọn không phải là thiệt, vì vậy mà họ không có niết bàn. Các trí mỗi khác đường, ngoại đạo chỗ thấy không, kia thải không giải thoát, vì ngu si vọng tưởng à. Bởi vì ngoại đạo họ cũng có những cái trí, nhưng mà trí đó mỗi người nhìn thấy khác nhau, bởi khác nhau cho nên họ không thấy đến cái chỗ cứu kính không chân thật. Bởi vậy cho nên họ không có cái giải thoát, mà họ vọng tưởng, họ tưởng là giải thoát đó. Vì vậy mình nói ngu si vọng tưởng. Giải thích: đây nó ngoại đạo chấp các thứ niết bàn đều do vọng tưởng, không có phương tiện giải thoát. Không phương tiện giải thoát là chẳng khéo giác tự tâm hiện lượng. Chẳng giác tự tâm hiện lượng thì thấy năng phược cùng sở phược à, có cái năng phược, có cái sở phược. Thấy cái năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt. Thấy có sở phược thì có pháp nên đọa, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu à. Như mình bây giờ mình có thấy năng phược, sở phược không? Quý vị có thấy mình có cái năng phược, có cái sở phược không? Thường thường cứ than tu hành khó quá, bị các cái duyên nó trói buộc, phải không? Có duyên trói buộc tức là có cái năng phược, mà nó trói buộc ai? Nó trói buộc mình, thì mình là cái sở phược à. Như vậy thì mình thấy mình là cái bị trói buộc, mà các duyên bên ngoài là cái hay trói buộc. Mà các duyên bên ngoài là gì? Thí dụ
như tài, sắc, danh, thực, thùy. Năm cái dục đó đi. Năm cái dục đó là năm cái trói buộc phải không? Tiền bạc nó có trói buộc mình không? Có trói không? À, mà mình tại muốn có tiền quá thành nó trói mình phải không? Thấy người ta có tiền nhiều mà mình không có, cái mình cứ thao thức người ta, mình nghèo mình không có tiền rồi mơ ước chứ có tiền thì tiền nó trói mình à. Như vậy thì cái đồng tiền nó trói là thịt nó có trói không, hay là tại vì mình thao thức mình muốn được nó, bởi mình muốn được nó cho nên gọi là nó trói mình phải không? Chứ thịt nào có trói mình à. Rồi sắc, sắc đẹp có trói mình không? Người ta đẹp mặt người ta chứ người ta có chọc ghẹo gì mình đâu mà trói phải không? Mà tại thấy người ta cái mình mơ tưởng, mình mơ tưởng là thành nó trói mình, rồi mình cứ la tại sắc đẹp nó trói thôi. Mình nó có trói mình bao giờ không? Nó có sợi dây nào trói không? Hay là tại mình trói mình à. Rồi thầy chú vậy, thấy người ta ăn cái gì ngon mà mình không có, mình ăn cứ đồ dở hoài thì cứ mơ tưởng đồ ngon, thì cứ nói đó là cái món ngon nó trói mình. Mà nó có trói không? Tại mình mơ tưởng. Nói tóm lại thì tất cả cái dục lạc thế gian không có trói mình, mà chính mình mơ tưởng, mình ước mong được nó thành trở thành nó trói mình, phải không? Như vậy thì mình biết rõ các pháp thế gian là không thiệt, thì cái tâm vọng tưởng ước mơ cũng không thiệt, thì còn cái gì có năng phược và sở phược à. Bởi vậy cho nên ha, thấy có năng phược thì có tâm đáng không, có trí đáng diệt, thấy có sở phược thì có pháp nên đoạn, có cảnh nên lìa, nên nói là ngu. Ngu là vậy đó. Các thứ chấp nhận mỗi người tự xưng là trí, mà thật không trí, không có lý giải thoát. Thì những cái hiểu biết ở trên, họ nói họ là người có trí, mà thật là họ không có trí. Tại sao? Vì họ không có đạt được cái giải thoát chân thật. Tất cả ngoại đạo si vọng thấy tác sở tác, có không các loại luận kia ác không giải thoát à. Bốn câu này là nói rằng ngoại đạo vì cái si mê của họ mà họ vọng chấp thấy có năng tác, thấy có sở tác là hai bên. Bởi có không, thấy có thấy không, lập ra các loại luận thì những người đó là người không có được giải thoát. Phàm ngu ưa vọng tưởng, chẳng nghe huệ chân thật, ngôn ngữ gốc ba khổ, chân thật diệt nhân khổ. Đó, cái phàm phu ngu si mình á, thì mình ưa vọng tưởng lắm, không có nghe được cái huệ chân thật. Ngôn ngữ là gốc ba khổ à, cái ngôn ngữ là gốc của ba khổ. Ba khổ là gì khổ? Ba khổ là gì khổ quên à? À, ba cái thứ khổ đó, đó là gốc từ ngôn ngữ mà ra à. Chân thật diệt nhân khổ, còn cái chân thật là diệt nhân khổ. Bởi vì vọng tưởng cho nên chạy theo ngôn ngữ. Còn nếu huệ chân thật á, thì diệt hết cái nhân khổ. Thì như vậy tất cả chúng ta ai cũng thích nói cho hay, nói cho giỏi, nhưng mà cái nói đó là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì đó là cái nhân khổ thôi. Thương nhau ghét nhau từ cái gì mà ra? Từ cái lời nói, phải không? Lời nói dễ thương hoặc là lời nói dễ ghét, thì như vậy nó là cái nhân của khổ chứ gì. Thí như bóng trong gương, tuy hiện mà chẳng có, nơi gương tâm vọng tưởng, kẻ ngu thấy có hai à. Đây Đức Phật dùng cái thí dụ. Ngài thí dụ như cái gì? Như là bóng ở trong gương. Bây giờ chúng ta thí dụ như đây là cái gương, cái gương sáng. Rồi tất cả hình bóng đều hiện ở trong gương. Thì như vậy hình bóng với gương là một hay là hai? Bóng hiện trong gương và gương là một hay là hai? Thì mình thấy bóng khác với gương phải không? Nhưng mà rời gương có bóng không? Nếu rời gương thì không bóng, thì không thể nói hai. Nhưng mà
khi cái gương thay chỗ khác bóng không hiện, thì bóng không có mà gương vẫn còn nguyên, thì nó là hai một. À, như vậy thì gương và bóng nó không thể nói một, mà cũng không thể nói hai. Cũng vậy, tất cả pháp năng sở đối đãi trên thế gian này gốc từ cái tâm mê mà hiện, đã là từ tâm mê hiện, cho nên nó không phải một mà nó cũng không phải hai. Mà chấp nó là hai á, là cái kẻ ngu. Chẳng biết tâm và duyên, ác khởi hai vọng tưởng, rõ tâm và cảnh giới, vọng tưởng ác chẳng sanh. Bởi vì mình không có biết tâm mình, và mình không biết các pháp duyên khởi, cho nên mình mới khởi cái vọng tưởng chấp hai bên. Nếu rõ được cái tâm mình và cái cảnh giới bên ngoài, thì cái vọng tưởng liền dứt, nó không còn sanh nữa. Tâm ấy tức các thứ xa lìa tướng sở tướng, sự hiện mà không hiện, như ngu kia vọng tưởng. Tâm tức là chỉ cho cái tâm thể, mà tâm thể ấy tức là bao gồm hết tất cả, mà xa lìa cái năng tướng, cái sở tướng đối đãi, sự hiện mà không hiện, tức là mọi hình tướng có hiện ra mà không phải là thật, giống cũng như là bóng ở trong gương vậy. Mà người ngu họ lại vọng tưởng, tưởng cho nó là thiệt. Giải thích: tác là tác giả, tức là chấp nhân tướng, sở tác tức là nhân thân ra pháp, phải rơi vào hai loại có không, không có phần giải thoát. Bởi thức tánh muốn thấy sắc tướng, nên tất cả cảnh giới có không đều là chỗ thích của giác tưởng. Chữ giác tưởng đây tức là vọng tưởng. Vọng tưởng của mình á, là chạy theo cái hai bên, hoặc là có hoặc là không. Bây giờ bỏ cái hai bên á, thì có vọng tưởng không? Bây giờ quý vị thử vọng tưởng giùm tôi cái gì mà không có hai bên. Vọng tưởng thử cái coi. Nếu trời hai bên thì không có vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng là cái thích chạy theo hai bên. Bởi vậy mà nói rằng vọng tưởng đó, nó chạy theo hai bên á. Ưa giác tưởng thì ác ngu chân thật. Nếu mình ưa theo cái vọng tưởng á, thì đó là mình ngu cái chân thật. Nên nói có phiền não thì không có trí tuệ, trí huệ, có trí huệ thì không có phiền não. Nên là khi nào có phiền não thì lúc đó không có trí huệ, còn lúc nào có trí huệ thì lúc đó không có phiền não. Thí dụ như mình mà bây giờ có cái việc gì buồn phiền, mình hờn ai đó, mình giận ai đó, thì cái hờn giận có phải phiền não không? Mà hờn giận thì tại sao hờn giận? Bởi người đó nói nặng mình, hoặc là nói móc mình, cái mình hờn mình giận họ. Thì như vậy khi mà mình hờn giận họ đó, thì lúc đó gọi là phiền não. Mà lúc đó, lúc phiền não nó có trí không? Nó không có trí, lúc đó là ngu. Bây giờ mình khởi cái trí, mình nói rằng cái lời nói mà nói móc mình, hay là cái lời nói chê mình đó, nó không thiệt. Lời nói đã không thiệt thì mình giận hờn làm gì? Cái mình bỏ hết hờn giận, thì lúc đó là lúc trí là ngu. À, trí. Thì như vậy lúc mà trí nó khởi thì phiền não nó hết, còn lúc phiền não khởi thì trí nó ảnh đi. Thì bây giờ chúng ta mà người nào hay phiền não nhiều á, là người đó có trí hay không? Còn người có trí thì phiền não nhiều ít. Bởi vậy cho nên có trí thì không có phiền não, có phiền não là không có trí. Cho nên cái người nào mà hay buồn giả dười, hay tha hay bất mãn á, là người có trí không? Là người không có trí. Bởi không có trí cho nên hay phiền não. Còn nếu người có trí huệ thì không có phiền não. Các chấp có không luôn chiêu nhân quả, còn không có sự thật, chỉ có ngôn ngữ. Mình chấp là có, mình chấp là không, thì những cái chấp có không đó là chuốc nhân quả. Nhân tốt hoặc là nhân xấu, quả tốt là quả xấu, nó không có sự thật, chỉ có ở trên ngôn ngữ thôi. Nên nói ngôn ngữ gốc ba khổ.
Nếu thấy chân thật thì các vọng chấm dứt, liền diệt nhân khổ, gương dụ tự tâm, bóng dụ tất cả cảnh giới khắc tâm do tự tâm hiện ra. Tâm cùng cảnh, tánh nó không hai, tánh không hai tức là tâm lượng. Đó. Nghĩa là mình biết tất cả cảnh giới bên ngoài từ tâm hiện, giống cũng như là cái mặt gương sáng. Mặt gương sáng hiện ra hình bóng người vật, hình bóng người vật hiện trong gương đó thì đều là từ gương mà hiện ra. Nếu mà gương thay chỗ khác thì hình bóng không có. Như vậy thì hình bóng nó không phải một, cũng không phải hai đối với cái tấm gương. Tâm cùng cảnh tánh nó không hai, tánh không hai tức là tâm lượng. Đạt được cái chỗ không hai đó là đạt được cái tự tâm hiện lượng. Rõ thì các thứ đều tâm năng sở đều vọng. Nếu rõ thì tất cả cái gì cũng không ngoài tâm. Còn nếu thấy có năng, thấy có sở thì đều là vọng tưởng hết. Hiện mà không hiện, như quyển, như điện, chẳng thể có không. Ba cõi chỉ vọng tưởng, nghĩa ngoài phải không có. Vọng tưởng các thứ hiện, phàm ngu không thể rõ. Nói rằng tam giới này đều do vọng tưởng mà hiện ra thôi, chứ nó không có thiệt. Thì tam giới, bây giờ tôi nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà trong cái vô sắc giới đó, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, thì mấy cái đó quý vị có phải thấy là tưởng ra không? Mình tưởng không, tất cả đều là không, rỗng không hết, thì đó gọi là không vô biên xứ. Thì như vậy sanh quả trời vô sắc giới là do tưởng mà ra cái gì? Rồi thức vô biên xứ cũng vậy, mình tưởng thức cái trùm khắp hết. Bởi tưởng thức trùm khắp hết thì đó là thức vô biên xứ. Thì như vậy cái cõi vô sắc giới là từ tưởng mà ra. Thì cái cõi mà sắc giới cũng vậy, nữa là trong cõi trời sắc giới do mình tu thiền, từ tứ thiền, sơ thiền đến tứ thiền. Mà từ sơ thiền đến tứ thiền do cái tâm mình nó yên định, do tâm yên định cao thấp mà có sanh trong các cõi đó. Rồi dục giới này cũng vậy, do cái tâm ái của mình. Nếu mình ái thiện thì sanh quả lành, ái ác thì sanh quả dữ. Do đó mà nó cũng lẫn lộn ba cõi. Bởi vậy nên thường hay nói tâm giới duy tâm đó, là chỉ chỗ này đó. Là vì ba cõi nó không tự có, do vọng tưởng của mình thành nó có. Do vọng tưởng mà các thứ hiện, mà phàm ngu không thể rõ. Người phàm ngu thì cho nó là có cảnh thiệt, còn người trí thì mới thấy là do vọng tưởng mình ra. Các kinh nói vọng tưởng trọn chẳng ngoài nơi tên, nếu lìa nơi ngôn thuyết cũng không có sở thuyết. Cũng như trong các kinh của Phật nói cái pháp này, pháp nọ, pháp kia, những cái pháp đó cũng không ngoài nơi tên. Ví dụ nói tứ niệm xứ, tứ chánh cần, vân vân, thì cũng là ngôn thuyết thôi. Nếu mình lìa ngôn thuyết rồi thì cũng không có cái pháp sở thuyết nữa. Thì như vậy cho nên cho đến cái ngôn thuyết của Phật mình cũng đừng có cố chấp. Đây là kết luận. Thì giải thích ba cõi chỉ vọng tưởng là ba cõi các pháp đều do nội thuyết biến tương tự nên có ngoại cảnh sanh, thật không có nghĩa riêng. Kẻ ngu không thể hiểu vọng thấy các thứ, thấy có các thứ thiệt. Các kinh đã nói vọng tưởng đều nói không tánh. Vọng tưởng là không tánh, tức là không có thực thể, chỉ có danh tự, nó chỉ có cái tên thôi. Nếu lìa danh tự thì không vọng tưởng có thể được. Bây giờ thử mình vọng tưởng cái gì mà không có tên nó vọng tưởng coi. Nếu mà không có danh tự là hết vọng tưởng. Vọng tưởng đã dối thì nói cũng chẳng có, không thể lại duyên nơi thánh giáo. Nếu biết vọng tưởng là dối thì cái lời nói đã không thiệt. Lời nói không thiệt thì thánh giáo có ngôn thuyết thì ngôn thuyết nó cũng đừng có chấp. Cho nên nói chấp thuốc thành bệnh, tức là chấp thánh giáo rồi mình bám vào những ngôn ngữ đó để giữ thì đó cũng là bệnh. Như Lai dạy người thật không có nghĩa như vậy. Thì tới đây Phật nói đã hết tình rồi, không còn sót một chút nào nữa hết. Đó là để kết luận
thấy cái chỗ tha thiết giáo hóa của Đức Phật, không để cho mình thiếu sót một chút nào, hiểu cho tột, cho cùng, cho tường tận các pháp, không có một pháp nào ngoài tâm mà có, chẳng qua mê mà hiện thôi. Thôi nghe đây nghỉ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ Cập Nhất Thế Nhã Đặng giữa chúng sanh chân thường không cấu, chống vượt các địa, chia làm bảy. D1, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả có bảy. E1, hỏi pháp thân Như Lai là nhân là quả? Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ Bạch Phật Thế Tôn cúi xin vì nói: Tam mạo tam Phật Đà, con và các vị đại Bồ Tát khéo nơi Như Lai tự tánh tự giác, tự Như Lai tự tánh tự giác tha. Phật bảo Đại Huệ: Cho ông tùy ý hỏi, tôi sẽ vì ông theo chỗ hỏi mà đáp. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là tác chăng, là chẳng pháp chăng, là sự chăng, là nhân chăng, là tướng chăng, là sở tướng chăng, là thuyết chăng và sở thuyết chăng, là giác chăng và sở giác chăng? Những câu như thế là khác hay chẳng khác? Đó là cái đoạn đầu để chỉ bài cái thể chánh giác hay là pháp thân Như Lai. Trước tiên muốn chỉ bài thì Ngài Đại Huệ đặt câu hỏi: cái pháp thân này là năng tác hay là sở tác? Tức là tác chăng, là chẳng tác chăng, tức là có tạo tác ra hay không có tạo tác ra? Rồi là sự, tức là cái quả hay là cái nhân? Pháp thân là quả hay là nhân? Là tướng, tức là năng tướng hay là sở tướng? Là năng thuyết hay là sở thuyết? Là năng giác hay là sở giác? Đó là lấy cái đối đãi hai bên để hỏi pháp thân nó có dính với bên nào trong hai bên đó. Vì đó là cái câu hỏi để cho tất cả chúng sinh sau này không còn có nghi lầm, hoặc Phật là năng tác, hoặc là sở tác, hoặc Phật là quả, là nhân, vân vân. Đó, thì do đó cho nên Ngài đại diện Ngài hỏi. Đây giải thích: sắp hiển bài giác tánh Như Lai chẳng phải nhân, chẳng phải quả,
cứu cánh rành rõ, thường nhất không lỗi. Thường thường chúng ta tu, nói mình tu là nhân, mà thành thật là quả, phải vậy không? Mà tại sao nói Như Lai cứu cánh không phải là nhân, không phải là quả? Không phải là nhân, mình chịu rồi, bởi vì cái đó là cái kết quả của sự tu, phải không? Mà nói không phải quả thì làm sao? Nhưng mà thực ra chúng ta nên hiểu nhân và quả. Nhân tu mà được thì cái được đó là cái được do tạo tác, phải không? Mà do tạo tác á, thì cái quả được đó, tạo tác là cái tướng sinh diệt, thì cái quả được nó cũng là cái quả sinh diệt à. Bởi vậy cho nên cái quả Phật không phải là cái quả sinh diệt, vì vậy mà không nói là nhân, không nói là quả, chẳng qua là chúng ta phương tiện nói. Như bây giờ tất cả mình tu ở đây, mình tu cái gì cho Phật tánh, mình làm gì cho Phật tánh được sáng suốt, được tăng trưởng, mình có làm gì cho Phật tánh không? Hay là mình tu chẳng qua là mình dẹp mấy cái chú phiền não, thì mình dẹp chú phiền não rồi, khi nào như vậy Phật tánh hiện ra là cái sẵn đủ mà bị phiền não che khuất, thì bây giờ chúng ta dẹp phiền não thì tạm gọi đó là tu, phải không? Như vậy cái tu nó không có làm gì cho Phật tánh hết. Như vậy thì lấy cái đó mình làm cái nhân để rồi Phật tánh pháp thân hiện ra là quả thì được không? Thì nếu như vậy thì cái dẹp đây chẳng qua là dẹp phiền não, còn cái thể chánh biến tri đó, hay là cái thể pháp thân đó, nó đã đầy đủ rồi mà bị khuất lấp, cho nên phiền não sạch thì cái thể nó hiện ra. Không thể nói cái tu là nhân rồi được cái thể đó gọi là quả được, bởi vì đâu có phải như mình ráp những cái miếng gỗ, mình đóng thành cái bàn thì mấy cái miếng gỗ ráp lại thì đó là nhân, thành cái bàn là quả, phải không? Thì như vậy cái nhân tạo ra rồi thành cái quả, thì cái nhân đó là vô thường thì cái quả cũng phải là vô thường, còn cái Phật tánh này không phải. Cho nên mình tu không phải tu cho Phật tánh, mà mình tu là để dẹp phiền não, nó che mờ Phật tánh. Cũng như trước đã dụ đó, mình lau gương không phải lau để cho cái gương sáng, mà mình lau để cho hết bụi, phải không? Hết bụi thì gương nó tự sáng, còn nếu còn bụi thì cái gương nó tối. Chứ mình nói lau để gương sáng thì trúng không? Cái gương nó tự sáng rồi, nhưng mà vì bụi phủ cho nên nó tối. Bây giờ mình lau bụi, hết bụi thì cái gương nó tự sáng. Mình nói mình lau cho gương sáng, mình nói đó có đúng sự thật không? Bởi vậy nên nếu nói lau là lau bụi, chứ không phải nói lau gương. Nói tu là dẹp phiền não cho mới tu cho tánh giác, nhớ vậy. Bởi vậy cho nên tánh giác nó không phải là quả, là chỗ đó đó. Ta mạo tâm Phật Đà, dịch là đẳng chánh giác, cũng dịch là chánh biến tri. Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác là ba trong mười hiệu à. Như vậy thì thường thường nói ta, đây nó ta mạo tâm Phật Đà, chỗ khác mình nói ta miệu tâm Bồ Đề, đó là cái lối dịch âm nó chạy đi, chứ còn cũng một cái nghĩa là chánh biến tri hay là đẳng chánh giác. Ở đây hỏi về pháp thân Như Lai nêu ba, tức gồm nhiều hiệu, nói ba hiệu tức là đủ nhiều hiệu trong đó. Chữ tác nghĩa là tu khởi, như nãy giờ tôi nói tu mà được đó. Chỗ y cứ khởi tạo tác làm nhân là nhân, việc tạo tác thành hình là quả, chữ sự là quả, nhân tướng là tướng, quả tướng là sở tướng. Nhân tướng tức là năng tướng, quả tướng là sở tướng. Thuyết là người nói, sở thuyết là lý nói ra,
giác là cái người, cái giác là người tri giác, sở giác là cảnh sở tri. Những câu như thế là khác hay chẳng khác, là tác cùng chẳng tác, vân vân. Nay điệp chấp đều thành bốn câu, bởi vì muốn hiển bài pháp thân lìa tứ cứu, cứu cánh rành rõ. Pháp thân nó rời tứ cứu à. Như vậy thì cái hỏi ở trên nó có liên đới tới tứ cứu. Bây giờ Phật mới trả lời: ơ hai, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả lìa tứ cứu. Phật bảo đại huệ Như Lai tính cúng đẳng chánh giác, đối những câu như thế chẳng phải sự, chẳng phải nhân. Sự là quả, tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ở đây gọi là đẳng chánh giác, nó không phải là quả, cũng chẳng phải là nhân. Vì cớ sao? Vì đều có lỗi vệ. Nếu nó là quả là nhân đều là có lỗi. Đại huệ, nếu Như Lai là sự tức là quả thì hoặc tác hoặc vô thường á. Nếu Như Lai tức là pháp thân á, là quả thì do tạo tác ra, mà tạo tác ra được thì nó là tướng vô thường. Vì vô thường nên tất cả sự ưng là Như Lai đều là chỗ chẳng muốn của tôi và chư Phật. Nếu cái Như Lai là pháp thân á, hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là vô thường á, vì là quả, quả tức là vô thường, thì tất cả sự vật ở thế gian này, cái quả tạo ra đều là vô thường. Mà đều là vô thường thì cũng là Như Lai sao? Mà nếu Như Lai đều là vô thường, là chỗ tôi tức là Phật Thích Ca và chư Phật không chấp nhận. Nó là đi tu là để thoát ra khỏi cái vô thường, mà bây giờ nói cái quả đó cũng thuộc vào vô thường, thì cái điều đó Phật không chấp nhận, Phật không muốn cái đó à. Bởi vậy cho nên Phật đi tu là thoát khỏi sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết tức là cái tướng vô thường. Vì vậy mà nếu cái quả Phật đạt được là cái quả vô thường đó, là cái chỗ mà không phải Phật muốn. Nếu chẳng phải sở tác thì không sở đắc, là phương tiện ác không, đồng với sừng thỏ và con thạch nữ, vì không thật có à. Đây Đức Phật lại giải thích thêm cho rõ rằng, nếu cái quả đó không phải do tạo tác ra thì nó không có được. Bởi vì không tạo tác thì làm gì được? Là phương tiện ác không, ác là không có phương tiện. Nếu không phải là tạo tác, không có sở đắc, là không có phương tiện tạo nên. Mà nếu không phương tiện tạo nên thì đồng với sình thỏ và con thạch nữ, tức là đồng sình thỏ tức là nó không có, con thạch nữ tức là cũng là tiếng nói rỗng, vì không có thật có. Đại huệ, nếu không sự không nhân thì chẳng phải có chẳng phải không. Nếu chẳng phải có chẳng phải không thì ra ngoài tứ cứu. Tứ cứu thuộc về ngôn thuyết của thế gian, nếu ra ngoài tứ cứu thì chẳng rơi vào tứ cứu. Vì chẳng rơi vào tứ cứu nên người trí nhận giữ tất cả cứu nghĩa của Như Lai. Cũng như thế, người huệ nên biết à, ở đây Đức Phật giải thích cái nêu cái đoạn trên á, để nói rằng phàm cái gì không có tạo tác thì nó không có cái sở đắc. Không sở đắc tức là không có phương tiện tạo ra, thì như vậy chỉ có danh từ rỗng, giống như là sình thở hay con thạch nữ. Nhưng mà về cái pháp thân này nó không phải như vậy à. Bởi vì đây nó không sự tức là không quả không nhân. Tuy không quả không nhân mà chẳng phải có mà cũng chẳng phải là không, không phải không như con thạch nữ hay là không như sình thở, mà chẳng phải có chẳng phải không, cho nên nó không kẹt ở trong tứ cứu. Mà nó không kẹt trong tứ cứu thì không có nằm ở trong cái ngôn thuyết đối đãi của thế gian. Bởi nó không nằm trong tứ cứu, ngoài tứ cứu, cho nên cái chỗ đó người trí tự nhận ra, chứ còn không thể dùng ngôn ngữ mà diễn đạt cho hết được.
bởi vì ngôn ngữ luôn luôn nó nằm trong tứ cú. Bởi vậy cho nên chỉ có người huệ nên biết, người có trí huệ thì nên biết. Mình đây cái lời giải thích tóm hết các câu hỏi trên không ra ngoài hai điểm: nêu sự là nhân và nhân sự được là quả, quả và nhân, để rõ tự tánh pháp thân Như Lai chẳng phải nhân chẳng phải quả. Nếu là do sự thì do tạo, là sự thì do tạo ra, mà vô thượng chánh trên chẳng đồng với pháp tu tạo vô thường ở thế gian. Cho nên cái vô thượng chánh giác này nó không phải là cái tạo ra, vì pháp tạo ra là pháp vô thường. Nếu chẳng phải tác thì ngại không được, mà tự tánh trang nghiêm lìa trước hiển bài vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải là nghĩa rỗng không. Thường thường người ta nói cái gì là không tạo ra thì cái đó nó không có, không được tức là không có. Mà cái tự tánh trang nghiêm pháp thân này nó có đầy đủ vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải cái nghĩa rỗng không chẳng có như người ta biết. Cho nên biết chẳng phải sở tác ấy là không sự, tức là không phải do tạo ra cho nên nó không phải là quả. Nhưng chẳng phải chẳng tác, tuy không phải là tạo ra không phải quả nhưng mà không phải chẳng tác, thì phương tiện đạt được phải do nhân mà rõ. Song giác thể sẵn có là từ liễu nhân được, chẳng phải từ sanh nhân mà được, ấy là không nhân. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lập đi lập lại nhiều phen từ trước đến giờ, nói rằng cái giác thể này nó không phải từ sanh nhân tạo ra mà nó thuộc về liễu nhân. Sanh nhân tức là như mẹ sanh ra con thì mẹ là cái sanh nhân, tức là cái nhân sanh ra. Còn như gỗ đóng thành bàn thì gỗ là cái sanh nhân của cái bàn chẳng hạn. Thì như vậy tất cả các sanh nhân đó đều là thuộc về vô thường, phải không? Cái nhân vô thường thì cái quả cũng phải là vô thường. Còn Phật tánh này nó không phải sanh nhân mà nó là liễu nhân. Thì cái vụ mà đèn, ánh sáng của ngọn đèn đó, thì hay là cái vụ mình lau bụi của mặt gương đó, thì mặt gương nó tự sáng, nhưng bây giờ bụi đóng dày quá nó thấy tối thui à, mình nhìn không thấy bóng. Mình nhìn trong mặt gương không thấy bóng là vì bụi đóng mù mịt, nó phủ che mặt gương. Thì bây giờ chúng ta lau bụi sạch thì cái mặt gương trong sáng. Thì mặt gương trong sáng do chúng ta lau bụi được đó là sanh nhân hay là liễu nhân? Đó là liễu nhân đó. Thì như vậy Phật tánh chúng ta, như hồi nãy tôi nói, chúng ta sẵn có tánh giác, nhưng mà giờ phiền não nó phủ che. Mà đã phiền não phủ che cho nên bây giờ mình tu á, không có chỗ nào Phật dạy ông làm như vậy tánh giác không tăng trưởng, làm như vậy tánh giác tăng trưởng, mà chỉ bảo rằng các ông dẹp sạch vô minh phiền não, vô minh phiền não hết thì tánh giác hiện. Đó, như vậy thì tánh giác nó thuộc về liễu nhân. Cho nên cái tạo tác, phương tiện tạo tác của mình đó, nó cũng là nhân, mà cái là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân, phải không? Bởi vậy nên cái tạo tác đó nó không phải làm cho tánh giác tăng trưởng hay là làm cho tánh giác được trong sáng, mà chẳng qua là dẹp hết phiền não, dẹp hết vô minh thì tánh giác nó trong sáng. Như vậy thì tánh giác nó hiện ra với tư cách liễu nhân. Mà nếu không có liễu nhân thì nó có hiện không? Như vậy thì khi mình dẹp những cái phiền não đó, cái tu đó gọi là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Đối với nhân quả mà người ta thường nói là hay nói về sanh nhân, phải không?
mà ít có nói về liễu nhân. Còn ở đây trên phương diện tu hành để được giác ngộ là liễu nhân, tu là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Bởi vậy cho nên phủ nhận không phải từ nhân mà đạt được quả là chỗ đó đó. Không sự tức là không quả, không nhân thì có không chẳng mất, tứ cú chẳng lìa, không chống lìa. Tức là không sự là không có quả, nếu không quả không nhân thì nó không mắc kẹt vào có vào không, không mắc kẹt vào có vào không thì lìa xa được tứ cú. Mà tứ cú đã lìa là chỗ tất cả ngôn thuyết chẳng đến, cú nghĩa thanh tịnh, người trí chứng được. Cái chỗ này là cái chỗ vừa là chỉ cái thể thanh tịnh đó không kẹt trong tứ cú, mà cũng vừa là chỉ cho chúng ta một cái hướng tu hành rất là đầy đủ. Bởi vì còn mắc tứ cú thì chưa có thấy được Phật tánh. Mà bây giờ chúng ta phần nhiều quý vị ngồi thiền lại mà vọng tưởng nó lên, nó chạy theo cái gì quý vị biết không? Nó chạy theo gì cú? Tất cả nói là vọng tưởng, mà lúc đó nó làm gì? Tức là lúc đó nó nói chuyện, phải không? Đương ngồi cái nhớ hôm qua mình làm gì đó thì nó nói là chuyện hôm qua. Rồi cái đương ngồi cái nhớ mốt mà đi Sài Gòn làm gì đó, cái thì đó là cũng là nói chuyện đi Sài Gòn. Thì như vậy nói cái chuyện mà đã qua hoặc nói cái chuyện sắp đến, đó là cái vọng tưởng, phải không? Mà vọng tưởng thì nó nằm trong tứ cú của trời, không có cái nào mà rời tứ cú. Mà giờ nếu rời tứ cú thì còn có vọng tưởng để nói chuyện nữa không? Bây giờ quý vị cứ nói chuyện cái gì mà đừng dính tứ cú, nói đi, tha hồ mà nói, không ai rầy hết, cứ nói như cũng được. Còn cái gì mắc trong tứ cú được im lặng. Bây giờ thử một ngày quý vị đừng nói trong cái gì mà dính tới tứ cú. Vì thử nói cùng tôi đi, nói bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ la lên bao nhiêu câu mà đừng dính tứ cú, còn dính tứ cú ăn đòn. Quý vị cứ nói kìa. Như vậy thì tâm của chúng ta nếu nó không kẹt trong tứ cú thì lúc đó bao nhiêu vọng tưởng đã lặng. Mà vọng tưởng lặng thì pháp thân hiện tiền, không có gì lạ hết. Nó rõ như vậy đó. Cho nên chúng tôi nhiều khi thấm thía cái câu mà ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền, hỏi thế nào là đạo, thì ngài Nam Tuyền trả lời bình thường tâm thị đạo, tức là tâm bình thường là đạo. Cái câu nghe nó giản đơn làm sao mà mình bây giờ mình mới thấy. Như tất cả quý vị ngồi thiền, cái giờ đó là cái giờ im, người ở ngoài nhìn vô thấy mình im xinh thích hết, phải không? Nhưng mà mỗi người có im không? Ngồi thì im đó, nhưng mà ở trong nó vẫn nói chuyện, mình nói cho mình vậy. Mà trong khi đó quý vị nhớ, cái tâm bình thường là cái tâm không động, phải không? Không động. Mà không động thì sao? Tức là không có nói chuyện. Mà nói chuyện thì nó thuộc về bất bình thường, phải không? Nghe nó yên lặng thì đó là bình thường. Mà nếu nó nói chuyện nó là bất bình thường. Mà bất bình thường thì thế gian gọi là người gì? Là điên. Mà thật là điên. Ngồi đó là ngồi im lặng, ngồi để im lặng cho ai đứng ngồi nói chuyện, mà là cứ ngồi nói chuyện hoài không điên là gì? Bây giờ quý vị kiểm lại coi, người nào ngồi mình mà nói lẩm nhẩm mình đó, mình nói người đó điên không? Đó là điên rõ ràng. Mà mình cái giờ đó là biểu ngồi tu im lặng, mà rồi cũng mình nói chuyện nè, không có chịu im lặng, nói chuyện mình vậy đó, nói hồi đuổi đi, đi đừng nói nữa, một mình nói chuyện như vậy không phải điên là cái gì? Cho nên đó là thật là bất bình thường. Còn nếu mà ngồi im lặng, bắt đầu ngồi cái im cho tới ra tỉnh sáng thì đó là bình thường. Mà bình thường đó là đạo, nó có gì đó.
Mà nếu cả ngày ngồi đâu đi đâu tâm mình vẫn lặng lẽ bình thường thì đạo nó hiển tiền chứ có gì đâu. Mà chỉ có cái tại nó bất bình thường. Mà bất bình thường tức là điên đảo, cho nên Phật gọi mình điên đó. Điên là như vậy, điên đảo tức là lộn xộn, nó không có cái tiêu chuẩn, cái mẫu mực gì hết trơn. Chứ lẽ ra thì khi biểu mình nghĩ suy thì lúc đó cho nó nghĩ, còn khi biểu ngồi thiền yên lặng thì phải yên lặng. Cái này biểu yên lặng ngồi cứ nói chuyện mình hoài thì nó tới nó lui, vấn đề không ra gì hết cũng nói, phải không? Cũng ôn lại cũng nhắc. Như vậy thì mới thấy rõ ràng chúng ta là kẻ bất bình thường. Mà bất bình thường cho nên chúng ta là kẻ điên. Điên mà không chịu mình điên, cũng tưởng mình khôn. Vì vậy cho nên ở đây cái tu á, nó không phải là cái chuyện xa xôi hay là quyền bí gì hết, mà là cái chuyện thực tế. Nghĩa là sống với cái tâm hằng thanh tịnh bình thường của mình đó. Mà tâm thanh tịnh bình thường đó thì cái đạo ở trước mắt chứ có gì đâu, khỏi cần đi tìm, khỏi cần đi kiếm. Còn nếu tâm cứ bất bình thường mà chạy đi tìm kiếm thì càng tìm kiếm càng không thấy. Bởi vậy nên ở đây dẫn kinh Niết Bàn nói, kinh Đại Pháp Niết Bàn nói: Phật tánh tuy có mà chẳng đồng hư không. Vì cớ sao? Vì hư không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy. Cái câu này dễ hiểu không? Phật tánh tuy có mà chẳng đồng hư không. Bởi vì có chỗ Phật tánh nói rằng nó không có tướng mạo, phải không? Nó vô tướng. Mà thường nó vô tướng thì người ta cứ nghĩ đồng với hư không. Mà Phật nói nó không tướng mà nó không đồng với hư không. Tại sao? Vì hư không á, mình thấy được nó không? Bây giờ quý vị thử nói mình thấy được không sao? Mình thấy cái trống lỏng chứ có thấy hư không gì đâu, phải không? Hư không là cái dù dùng phương tiện gì cũng tìm không ra, con không thấy nó. Nghĩa là tuy hiện hữu chỗ cấm gọi là hư không, thì chỉ là cái tên hư không khi chỗ đó trống. Chỗ nào trống thì tạm gọi là hư không, chứ thực tình thì cái hư không nó không có một cái tướng mạo gì để cho mình thấy hết trơn. Chẳng qua nó rỗng trống thì gọi là hư không. Còn cái Phật tánh này thì dùng phương tiện khéo léo mình thấy được. Cũng như Phật chỉ cho mình tánh thấy tánh nghe đó, mình nhận ra được không? Như vậy thì rõ ràng khi không có cảm, con mắt mình vẫn thấy. Khi không có tiếng, lỗ tai mình vẫn nghe. Thì cái Phật tánh nó hiển lộ trong đó, nó có cái diệu dụng rõ ràng, chứ đâu phải là không như không. Bây giờ hư không quý vị tìm thử coi nó có cái diệu dụng gì không. Hư không là hư không thôi, còn mọi cái gì ở trong hư không đó là những cái khác, chứ không phải là hư không. Như vậy cho nên mới nói Phật tánh tuy có mà không đồng với hư không. Vì cái sao? Vì như hư không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy, mình nhận ra được. Thế nên tuy có chẳng phải như hư không. Đó, để nghe nói Phật tánh nó bao trùm như hư không, cái mình tưởng đâu nó cũng như hư không, mà hư không thì nó rỗng trên, nó có gì đâu. Phật tánh tuy không mà chẳng đồng với sình thở. Vì cớ sao? Vì lông rùa sình thở tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo cũng không thể được sanh. Phật tánh có thể sanh, thế nên tuy không mà chẳng đồng với sình thở. Thì câu này quá rõ. Phật tánh tuy không, bởi vì không có tướng, nó không có tướng mạo thì gọi là không. Không đây là không tướng mạo. Mà khi nói không tướng là tưởng như là sình thở, như là lông rùa. Nghe người ta nói sình thở, lông rùa chỉ có danh mà không có thể. Rồi mình nghe nó Phật tánh nó không có tướng, mình cũng tưởng giống như lông rùa sình thở. Nhưng mà lông rùa sình thở cái danh đó có, nhưng mà bây giờ tìm cách nào làm cho nó
hiện được lông rùa, hiện được sừng thỏ không? Nó là không bao giờ hiện được. Còn Phật tánh có thể hiện được, có thể phát sanh ra được. Bởi vì khi mà chúng ta dẹp hết phiền não, dẹp hết vô minh thì nó hiện ra đầy đủ muôn ngàn diệu dụng, thì làm sao nó không được, phải không? Bởi vậy cho nên nói có nói không tùy chỗ, nhưng mà đừng có lầm. Bởi vì nghĩa là cái danh từ long rùa sừng thỏ là cái danh từ có tên mà không có thực thể. Còn Phật tánh không có tướng nhưng mà có cái thực thể, nên vì vậy mà nó có thể phát sanh ra được. Do đó mình tu mình mới giác ngộ, chứ nếu không có thì tu giác ngộ cái gì? Đây là mật chỉ về Phật tánh vi diệu, chỉ hàng chân thánh tự ở trong chứng được. Như thế thể tánh chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, ra ngoài độ lượng, nên như thế mà biết. Ở đây tóm lại cho mình biết rõ rằng thể tánh chẳng phải có, chẳng phải không. Bởi vì chẳng phải có, tại sao chẳng phải có? Vì nó không có tướng mạo cho nên nó chẳng phải có. Tuy không tướng mạo mà cái tánh giác hằng hữu đó, cũng như cái hay thấy hay nghe của mình, nó có tướng mạo gì đâu mà nó luôn luôn thường có đó. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả đó. Như bây giờ hỏi cái nghe của mình với cái thấy của mình đó, nó thuộc về nhân hay là quả? Thường thường nếu mình nói rằng do có bàn tay mình mới thấy bàn tay, thì như vậy bàn tay là nhân thì cái thấy là quả. Nó mình hiểu như vậy thì cái thấy thuộc về quả. Nhưng mà sự thực thì bàn tay có hay không có, cái thấy cũng hiện hữu. Thì như vậy đâu phải nhân bàn tay mà có cái thấy. Như vậy thì nó đâu có thuộc nhân, nó đâu có thuộc quả. Cho nên nói nó ra ngoài cái độ lượng. Độ lượng tức là cái so tính nghĩ lường của mình. Vì vậy mà mình phải khéo mình nhận biết. Thì bàn đại dịch là thạch nữ, bàn đại tử là con thạch nữ. Ở trên tôi dịch là thạch nữ đó, chứ nguyên chữ trong kinh gọi là bàn đại tử. Ơ ba chỉ pháp thanh chân ngã thường lặng lẽ, như ta đã nói tất cả pháp vô ngã. Phải biết nghĩa này, không ngã tánh nói là vô ngã. Tất cả pháp có tự tánh, không tha tánh, như trâu ngựa. Đại huệ, thí như chẳng phải trâu là ngựa, chẳng phải ngựa là trâu, kỳ thật chẳng phải có, chẳng phải không, kia chẳng phải không tự tánh. Cái đoạn này nói cho rõ, nói thật, nói tất cả pháp là vô ngã thì phải biết cái nghĩa không có ngã tánh nói là vô ngã. Bởi vì tất cả pháp nó không có cái thực thể nên nói là vô ngã. Còn nếu tất cả pháp có tự tánh mà không có tha tánh, nói có cái tánh của nó mà không có tánh của cái khác, ví dụ như trâu và ngựa. Nghĩa là con ngựa thì nó có tánh con ngựa, nó không có tánh con trâu. Con trâu thì tánh con trâu, không có tánh con ngựa. Thì như vậy nói là các pháp có cái tự tánh mà không có tha tánh. Như thế đại huệ, tất cả các pháp chẳng phải không tự tướng, có tự tướng ấy, như những nhân chẳng phải chỗ hay biết của hàng vô ngã ngu phu vì vọng tưởng vậy. Như thế tất cả pháp không vô sanh, không tự tánh, nên biết như thế. Đây là Đức Phật nói để giảng trạch cho chúng ta khỏi lầm. Bởi vì chúng ta nghe nói tất cả pháp vô ngã, tức là không có thực thể, rồi nghĩ rằng như vậy thì mình tu vô ngã là không có thực thể, mà không thực thể là không có, mà không có thiệt thì mình tu thành Phật thì cũng là không có thiệt, tu chi. Cho nên đây Phật nói bởi các pháp nó không có cái thực thể của nó, cái này không có tha tánh, thế còn tự tánh phải là không.
Nhưng mà tự tánh đó, đó là để chỉ thẳng về cái chân thật cứu kính, chứ không phải chỉ những giả tướng do duyên biến hiện. Như thân này tức là cái giả tướng do năm ấm nó hợp, mà giả tướng năm ấm hợp cho nên Phật nói vô ngã. Nhưng mà trong cái đó nó lại có cái thực tướng ở trong, hay gọi cách khác là cái chân tánh ở trong. Thì cái chân tánh đó nó không phải là không. Vì vậy mà đừng lầm hiểu tất cả pháp vô ngã rồi mình tưởng rằng như vậy thì không có cái thể chân thật ở trong. Đó là Phật hướng giảng tạch cho mình biết. Đây giải thích: Như Lai nói tự tánh pháp thân chẳng phải nhân, chẳng phải quả, mà chẳng phải đoạn diệt. Cho nên ở đây lại dẫn câu pháp vô ngã để hiển bày Như Lai chân ngã. Như vậy thì biết tất cả pháp là vô ngã, nhưng mà cái thể Như Lai là chân ngã. Bởi Như Lai tự tánh chân ngã thường bị pháp ngã che đậy, nên nói tất cả pháp vô ngã. Cái câu này quý vị nghe, nghĩa là cái chân ngã Như Lai đó thường bị cái pháp ngã che đậy. Như bây giờ chúng ta hiện cái thân này có cái tánh giác, tánh giác đó gọi là cái chân ngã, mà mình thấy được không? Bởi vì mình chấp cái thân tứ đại là mình chấp những cái niệm vọng tưởng làm tâm mình, thì hai cái ngã đó, hai cái đó là mình, cho nên hai cái đó là ngã. Mà chấp hai cái đó làm ngã thì cái chân ngã bị phủ che. Vì vậy mà Phật nói thân này là vô ngã, để phá cái chấp ngã của thân. Rồi cái vọng tưởng đó là vô ngã, để phá cái chấp ngã của tâm. Như vậy thì thân tâm mình không còn chấp ngã thì cái chân ngã nó được hiện tiền. Bởi vậy cho nên nói bị cái pháp ngã nó che đậy, nên nói tất cả pháp là vô ngã, để cho mình khỏi có bị che đậy. Biết được tất cả pháp vô ngã thì tâm mình thanh tịnh, không chấp thân, không chấp tâm, thì cái chân ngã hiện tiền. Cốt để hiểu tự tánh pháp thân chân như tự tướng, như vậy nói cái vô ngã đó để hiển bày cái chân như tự tướng pháp thân, chứ không phải nói vô ngã được rồi hết trơn. Nếu thấy tự tánh pháp thân chân thật, chân như tự tướng, thì càng biết tất cả pháp chân như tự tướng, trong ngoài không trước, trong trẻo thường lặng lẽ. Tất cả các pháp do tự tâm hiện ra, bởi tự tâm hiện nên tất cả pháp đều không có ngã tánh. Cho nên nói vô ngã hiện ra chỉ tại tâm. Thì bây giờ mình nói cách khác, thí dụ như người có người họ ngủ mê mà họ mộng thấy cái cảnh trong mộng, hoặc là khổ hoặc là vui, rồi họ đắm cái vui, họ sợ cái khổ. Mình là cái người thức thì mình liền kêu họ, nói cho họ biết rằng cái cảnh mà họ thấy trong mộng đó, hoặc là vui hoặc là khổ, đều là không có thiệt. Người trong mộng không thiệt, cảnh trong mộng không thiệt. Thì nói như vậy để làm gì? Nói vậy nếu mà họ biết à cái đó là mộng không thiệt thì tự nhiên họ tỉnh, phải không? Họ tỉnh thì chừng đó họ mới sống như con người thiệt. Bởi vì cái cảnh trong mộng và người trong mộng do mê nó hiện, chứ nó đâu có thiệt. Mà khi mê hiện rồi, người ta đương sai với cái cảnh đẹp của mộng, đương khổ sở với cái cảnh đau đớn của mộng. Vì vậy mà cái khổ cái vui trong mộng là cái khổ vui không thiệt, mà họ tưởng là thiệt. Cho nên cái người tỉnh phải giải thích, phải nói cho họ hiểu, cho họ nghe, để họ biết cảnh nó không thiệt. Mà biết không thiệt họ giật mình thức dậy thì mọi cái đó nó tan. Mà nó tan rồi thì chừng đó họ mới sống được với cảnh thiệt. Thì đó, cho nên khi mà phá được cái ngã, tất cả pháp vô ngã rồi, thì chừng đó cái chân ngã nó mới hiện tiền. Tức tất cả pháp có tự tánh không tha tánh. Song không tha tánh tức là không ngã tánh. Bởi tất cả pháp nói vô ngã, vì tất cả pháp do tự tâm nên nói không tha tánh. Bởi vì nó không có
cái gì tạo nên nó do tự tâm mê mà hiện thôi. Cho nên phàm nói tất cả pháp không, vô sanh, không tự tánh đều không có ý chỉ khác. Nói không, nói vô sanh, nói không tự tánh đều là để cốt hiển bày cái chân thật. Vì cái pháp đó là tự do tâm mê mà hiện, cho nên nói là không, nói là vô sanh, không tự tánh, cốt mình biết nó là từ mê hiện ra để trở về cái giác. Nên nói chỉ có chân thức, lại không có thức khác. Chân thức là cái thức thể chân thật thôi, còn ngoài ra những cái thức kia đều là vọng tưởng không thiệt. Đây là chỗ đến tột của cái người giác tự tâm hiện lượng. Ai giác được tự tâm hiện lượng thì đó là cái chỗ tột cùng đó. Tánh ngựa không phải trâu, tánh trâu không phải ngựa, để dụ không tha tánh, chẳng phải không tự tánh. Thành ra cái tự tánh đây là chỉ cho tự tâm mình hiện, mà nó không phải là do cái gì khác tạo ra, cho nên không có tha tánh. Không tha thì chẳng phải có tự thì chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng phải không. Trên như tự tướng là bậc trên thánh, tự chứng ở trong, kẻ ngu phu phân biệt không có phần vậy. Vốn chỉ pháp thân đối hiện, phi một phi khác. Như thế Như Lai cùng ấm chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Nếu chẳng khác ấm thì ưng vô thường, nếu khác ấm thì phương tiện ác không, nếu hai thì ưng có khác. Như tình câu tương tự nên chẳng khác, dài ngắn sai biệt nên có khác. Tất cả pháp cũng như thế. Đại huệ, như tình câu bên phải khác tình bên trái khác tình bên phải. Như thế dài ngắn các thứ mỗi mỗi khác. Đại huệ, Như Lai đối ấm giới nhập chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Ở đây Đức Phật nói cái Như Lai tức là chỉ cho pháp thân đối với cái thân năm ấm thập nhị nhập này, nó chẳng phải khác mà chẳng phải chẳng khác. Mà nói chẳng khác thì là một, phải không? Bây giờ có người hỏi, nói Phật nói rằng nơi mình có cái pháp thân thì cái pháp thân nó đối với thân này là một hay là khác, thì mình trả lời sao? Là một hay là khác, trả lời sao? Nếu trả lời là một á, thì cái thân này vô thường, thì pháp thân cũng phải vô thường vì nó là một, phải không? Nếu trả lời là khác á, thì nó với cái thân này là hai, phải không? Vì thân này là vô thường, nó không vô thường, như vậy nó là hai, nó khác, khác là hai. Ví dụ như nói thông thương không phải thông tạng, thì tức là thông thương thông tạng là hai, phải không? Còn nếu thông thương thông tạng là một thì nó có một người à. Mà nếu mà nói khác tức là hai. Như vậy thì nói cái pháp thanh và năm ấm là một hay là khác, mình trả lời sao? Bởi vậy nên trong đây nó không phải một mà không phải khác. Bởi nếu một bị cái lỗi pháp thanh vô thường, vì cái năm ấm là vô thường, nếu nói khác thì thành hai. Cho nên Phật mới dùng cái thí dụ con trâu có hai sừng, phải không? Hai sừng thì sừng bên trái sừng bên phải là hai sừng trâu, mà hai sừng trâu thì dường như là cái nào cũng nói sừng trâu dường như một, nhưng mà sừng bên trái sừng bên phải có cái cao có cái thấp, phải không? Hoặc có cái to có cái nhỏ khác nhau, tuy đồng là sừng trâu nhưng mà sai biệt. Sừng trái không phải là sừng phải, sừng phải không phải là sừng trái. Như vậy thì Đức Phật dùng cái vụ đó để hiểu rằng pháp thân và năm ấm không phải một, không phải khác. Như vậy thì ai hỏi chúng ta cái câu pháp thân, nghe nói thân này có cái pháp thân ở trong, thì giờ pháp thân và thân này là một hay là khác, nghe câu đó thì mình nên trả lời hay không nên trả lời? Mình trả lời, nếu họ nói một hay khác thì mình trả lời nói, hoặc nói một hoặc nói khác đều là chặt hết, phải không? Còn nếu nói
pháp thân và năm ấm không phải một, không phải khác, thì họ hiểu nổi không? Không phải một, tại sao không phải một mà tại sao không phải khác? Thì thật là khó. Đó. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật muốn diễn cho chúng ta biết rõ, ngay trong thân năm ấm này sẵn có pháp thân mà không phải một mà còn phải khác. Đó là một cái nó kỳ đặng, ngôn ngữ là Phật khó hiểu là chỗ đó đó. Đây hiển bài pháp thân đối diện, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải chỗ biết của phàm phu. Từ đây về sau thải đều do thấy Như Lai tự tánh chân ngã, đồng với báo khóa vượt phàm phu và nhị thừa, đồng trí và trước, tự tánh niết bàn ra khỏi số lượng. Nghĩa là nói rằng từ đây về các phần sau thì giải thích cho thấy rằng cái pháp thân Như Lai đó nó có cả báo thân, có cả quá thân, mà hàng nhị thừa phàm phu không thể biết được. Nó đồng trí và trước, trí và trước nó không có hai, tự tánh niết bàn nó không còn nằm ở trong cái số lượng. Thường thường thì nói trí và trước là hai, nhưng ở đây nói đồng với trí và trước. Tại sao đồng với trí và trước? Quý vị biết cái gì là trước, cái gì là trí không? Thí dụ như mình đang có một vấn đề gì đó, ai nói là Phật ý mình, khi mà Phật ý thì lúc đó mình sanh phiền não, thì phiền não đó gọi là phiền não trước, phải không? Để khởi phiền não thì đó là trước, cho nên gọi là phiền não trước. Rồi một phút nào mình đọc sách Phật, Phật nhớ lại những câu Phật dạy, cái mình biết lời nói không thiệt mình chấp mình chí. Mình biết lời nói không thiệt không chấp chi, cái mình bỏ mình hết phiền não, thì đó là hết trước. Mà cái biết lời nói không thiệt không chấp là cái gì? Là trí. Như vậy trí và trước là hai hay một? Trí và trước là hai hay một? Nếu không có trí thì không có trước, thì đâu có trí, phải không? Mà bởi có chướng cho nên cái trí thoát ra cái dẹp chướng, thì như vậy trí và chướng dường như hai mà nó không phải hai. Bởi vậy cho nên nói là đồng trí và chướng. Xong thân ngàn trượng lô xá na là báo thân, và tất cả vô lượng ứng quá tướng tốt vẻ đẹp thật có đối diện, nên nói diệt sắc vô thường được trên sắc thường trụ, tức là bỏ được cái thân sắc vô thường này thì được cái thân sắc trên thường. Chính những cái câu này cho nên tôi nói cho quý vị nhớ kỹ, như trong kinh Kim Cang cái bài kệ nói về nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì Như Lai đó không phải là Đức Phật Thích Ca, mà Như Lai đó là pháp thân. Bởi vậy cho nên nó là Như Lai là chỉ cho pháp thân. Mà pháp thân mà nếu dùng sắc tướng âm thanh mà tìm thì không thể được, vì đó là cái tướng vô thường. Thì hiểu vậy thì mình mới thấy chữ Như Lai ở trong các kinh Đại Thừa sở dĩ dùng là chỉ cho pháp thân. Tình trâu giống nhau dụ một, dài ngắn sai biệt dụ hai, nhưng thải đều gọi là sình trâu, chẳng phải một, chẳng phải khác. Cho nên nói Như Lai đối ấm giới nhập cũng chẳng phải một, chẳng phải khác. Đọc tiếp coi an trụ. Ơ năm, chỉ pháp thân và giải thoát chẳng phải một, chẳng phải khác. Ở trên thì nói pháp thân với năm ấm, 12 nhập, 18 giới, nó không phải một, không phải khác. Thì ở đây lại nói pháp thân và giải thoát không phải một, không phải khác. Như thế Như Lai và giải thoát chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Như thế Như Lai lấy giải thoát gọi tên, nếu Như Lai khác giải thoát thì ưng thành sắc tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Xong người tu hành thấy phân biệt, thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Đó, ở đây
thường thường á, ở trong kinh nói chia ra làm ba pháp thanh giải thoát bát nhã, hay là pháp thanh bát nhã giải thoát. Như vậy thì cái giải thoát là giải thoát cái gì? Tức là giải thoát sanh tử. Bây giờ Như Lai là chỉ pháp thanh, với cái giải thoát sanh tử hai cái đó là khác hay chẳng khác? Như vậy thì nếu mà Như Lai tức là pháp thanh với giải thoát mà khác thì sao? Bởi vì sở dĩ mình tu giải thoát được mới thấy được Như Lai, cho nên nó là giải thoát là cái tên của Như Lai, phải không? Thì giải thoát sanh tử tức là không còn mắc kẹt trong sanh tử, thì đó mới gọi là Như Lai. Nhưng mà nếu Như Lai khác giải thoát thì ưng thành sắc tướng, vì thành sắc tướng nên vô thường. Bởi vì giải thoát là cái động, bởi vì giải thoát là động từ, phải không? Bởi vì bị cột trong sanh tử, cho nên chúng ta tu gỡ những cái nghiệp không còn dẫn đi trong sanh tử nữa. Những cái nghiệp dẫn nó hết đi thì gọi đó là giải thoát. Như vậy thì cái nghiệp dẫn nó thuộc về tướng là vô thường, còn Như Lai đâu phải là vô thường, pháp thân đâu phải vô thường. Nếu nói là một thì tức là Như Lai nó thành ra cái gì rồi? Bởi vì Như Lai lấy cái tên, lấy giải thoát làm tên, cho nên Như Lai với giải thoát là một hay là khác? Bây giờ nếu nói Như Lai khác cái giải thoát, thì giải thoát là dứt được cái dòng sanh tử, mà dứt dòng sanh tử gọi là giải thoát. Mà nếu Như Lai khác với cái dứt dòng sanh tử đó thì sao? Thì Như Lai còn sanh tử, phải không? Vậy cái kia hết sanh tử, mà hết sanh tử gọi là giải thoát. Bây giờ nếu Như Lai khác với cái hết sinh tử đó thì tức là Như Lai còn có cái tướng sinh tử, vì vậy mà vô thường. Và nếu chẳng khác thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt. Nếu chẳng khác thì giải thoát với Như Lai là một, phải không? Mà thực ra giải thoát là cái dừng được cái sinh tử, dứt được cái sinh tử. Mà dứt được sanh tử chưa phải là Như Lai, phải không? Như Lai tức là cái tánh giác, mà tánh giác đó mê cho nên nó bị dẫn đi trong sanh tử. Bây giờ mình dứt được sanh tử là mới dừng được cái tánh giác, mình tu dừng được cái sanh tử. Mà dừng sanh tử thì tánh giác hiện ra. Thì như vậy nếu mà mình cho giải thoát là Như Lai thì mình không tu hành, không phân biệt được Như Lai, phải không? Mình chỉ dứt cái mầm sinh tử thôi. Đó, như bây giờ mình tu đó, có tu cái gì cho cái pháp thân mình không? Nghĩa là tu là chỉ tìm mọi phương tiện để dừng cái che ngăn những cái chướng nhiễm, che ngăn chướng nhiễm mà dừng được, hết được thì đó là giải thoát. Mà giải thoát thì Như Lai hiện ra. Thì như vậy thì Như Lai hiện ra là từ cái dứt hết chướng nhiễm. Mà dứt hết chướng nhiễm thì gọi đó là giải thoát. Cho nên nói là nếu là một á, nếu chẳng khác tức là một, thì người tu hành được tướng nên không có phân biệt, không phân biệt cái nào là giải thoát, cái nào là Như Lai. À, thì bây giờ tôi nói một cái khác, thí dụ cho dễ hiểu. Thí dụ như người bị trói, người bị trói thì khi bị trói thì họ khổ sở yêu cầu những người khác mở trói giùm. Rồi khi mà họ bị trói thì nói con người đó là mất tự do, phải không? Bị trói thì mất tự do. Bây giờ mở trói được cho họ thì nói họ là tự do. Họ tự do thì cái tự do và con người nó là một hay khác? Một hay khác? Một không được. Nếu một thì khi không trói thì đâu có nói gì mà mở, phải không? Mà bây giờ bị trói, bị trói thì trói, sợi dây trói vào người họ khác với không trói, phải không? Bây giờ mở trói là mở sợi dây thì gọi là người tự do. Như vậy thì người mất tự do và người tự do là dường như một người, nhưng mà cái tự do và mất tự do lại khác, phải không? Nó không phải một mà nó không phải khác, nó không thể nói hai được.
Người tự do và người mất tự do nó không phải một, không phải hai. Bởi vì bị trói buộc mới gọi là mất tự do, giải tỏa được cái trói buộc gọi là tự do. Thì như vậy giải tỏa cái trói buộc đó là ví dụ tu hành, phải không? Còn bị trói buộc là ví dụ cho mình bị phiền não. Thì bây giờ đây pháp thân, người là dụ cho pháp thân. Như vậy thì cái bị trói buộc và mở khỏi cái trói buộc là cái hành động ở bên ngoài, chứ không phải hành động của cái bản thân, phải không? Bị thân bị trói, nhưng mà trói đó là làm cho mất tự do, chứ không phải làm mất cái thân. Thì cái thân với cái sợi dây trói là một hay là khác? Thì mở thân là mở sợi dây, mở dây thì như vậy thì mở là mở dây chứ không phải mở thân. Mà nếu nó một thì dây tức là thân rồi, phải không? À, nếu nói khác thì sợi dây với thân cũng liên hệ, phải không? Nó thật là khó. Và bây giờ mình hiểu cho thật rõ thì mình tu bây giờ ai cũng tự ý thức rằng mình bị nghiệp nó trói buộc, cho nên bị luân hồi sinh tử. Và tu là để dứt hết những nghiệp trói buộc đó, mà dứt hết nghiệp trói buộc gọi là giải thoát, phải không? Như vậy là mình dứt nghiệp chứ đâu phải mình làm pháp thân, mình làm cho pháp thân. Như vậy thì giải thoát với pháp thân là một hay là khác? Nó một khác không được. Như vậy mấy cái chỗ này nó thật là tế nhị. Chứ nhiều khi mình nghe rồi mình không hiểu tại sao pháp thân khác với giải thoát là không phải một, không phải khác là sao. Hồi nãy nói ấm và pháp thân thì mình dễ hiểu hơn, phải không? Bây giờ nói qua tới cái giải thoát và pháp thân. Giải thoát là tên, lấy pháp thân lấy giải thoát làm tên. Bởi vì nói tới pháp thân là nói cái tự tại vô ngại, mà giải thoát tức là được dứt hết nghiệp chướng để cho mình được tự tại vô ngại. Cho nên lấy cái tự tại vô ngại làm tên, do đó mà dường như là một, phải không? Nhưng mà nó không phải một. Nếu một thì cái người tu hành sẽ không thể phân biệt cái nào là pháp thân, cái nào là giải thoát. Như vậy thì chỉ có cái hình ảnh người bị trói thì quý vị thấy tự do và mất tự do. Nên là bị trói là mất tự do, mà bị trói là có dây bị trói mình rồi mất tự do, rồi hết được giải thoát là mở được tự do, là mở sợi dây trói, mở dây trói là tự do. Nhưng mà giờ mất tự do và tự do là của người đó thôi, phải không? Nhưng mà bị trói thì lúc đó là mất tự do, mở được rồi thì đó là tự do. Như vậy thì cái mở trói và cái con người nó không thể một, phải không? Mà cũng không thể khác. Đó là cái ý nghĩa ở đây. Nó pháp thân với giải thoát không phải một, không phải khác là vậy đó. Cho nên mình phải hiểu thế. Thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Giải thích Niết Bàn có ba đức: pháp thân, giải thoát, bát nhã. Như chữ Y đấy, chữ Y Ấn Độ đó, nó vậy đó. Ba cái vòng tròn, cái ba vòng tròn nó gọi là chữ Y, có ba điểm. Chẳng ngang, chẳng dọc, nó ba điểm, nó không phải ngang, nó không phải dọc gì hết á. Nó là hai cái ngang, cái trên. Xong, ở đây nói pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một, chẳng phải khác. Bởi vì Như Lai do giải thoát được tên. Nếu khác thì pháp thân Như Lai đã chứng giải thoát đồng với sắc tướng ưng là vô thường. Nếu khác, bởi vì giải thoát là dứt cái sanh tử, mà nếu mà mình chứng pháp thân mà không dứt sanh tử thì tức là vô thường. Ta biết rằng pháp thân Như Lai tức là giải thoát, giải thoát tức là pháp thân, thanh tịnh không nhơ, không thể không có hai. Như vậy tự do và con người đâu có hai. Nếu chẳng khác thì người tu hành năng chứng sở chứng ưng không sai biệt, mà thấy có sai biệt đó, lúc bị trói khác, lúc mở trói khác. Hai cái nó rõ ràng sai biệt. Như thập chân như hàng sơ địa đã đạt, mà đối với chính hạnh vẫn chưa viên mãn. Vì khiến họ viên mãn nên sau đây lại dựng lập mỗi địa, mỗi địa có cạn sâu sai biệt, thấy khác. Thế nên cái sự giải thoát đó nó có sâu, có cạn, để cho người ta biết mà không có lầm lẫn. Sáu, chỉ kiến chứ chẳng phải một, chẳng phải khác.
Như thế trí và sở tri chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Đại huệ, trí và sở tri chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác ấy là phi thường, phi vô thường, phi tác, phi sở tác, phi hữu vi, phi vô vi, phi giác, phi sở giác, phi tướng, phi sở tướng, phi ấm, phi khác ấm, phi thuyết, phi sở thuyết, phi một, phi khác, phi đồng, phi chẳng đồng. Vì phi một, phi khác, phi đồng, phi chẳng đồng nên đều lìa tất cả lượng, lượng tức là tâm suy nghĩ. Đã, trí và sở tri tức là cái bị biết, cái hay biết và cái bị biết, hay là trí và sở tri chướng. Trí tuệ và sở tri chướng nó không phải một, không phải khác. Như hồi nãy tôi nói, bởi có chướng cho nên mới có cái trí để phá chướng. Mà trí phá chướng thì trí và chướng dường như hai, mà nó không phải hai. Thì chướng hết thì trí diện, nhờ trí mà dẹp được chướng. Hai cái nó không có tách rời nhau, không có chướng thì không có trí. Bởi vậy cho nên nói nó không phải một, không phải khác, không phải thường, không phải vô thường, vân vân, tất cả đều phi hết. Nói tóm lại là nó ra ngoài tất cả cái lượng, lượng tức là tâm lượng của chúng ta. Giải thích: trước nói pháp thân cùng giải thoát chẳng phải một, chẳng phải khác. Ở đây nói pháp thân cùng bát nhã chẳng phải một, chẳng phải khác. Chữ trí là bát nhã, ở trên giải thoát đây nói về bát nhã. Ở đây nói pháp thân cùng bát nhã chẳng phải một, chẳng phải khác. Xong lại nói bát nhã cùng sở tri chẳng phải một, chẳng phải khác ấy. Vì bát nhã là thủy giác, từ pháp thân bản giác mà sanh. Nói thủy giác thì cùng với bản giác không khác. Nếu sở tri chướng đến thập nhất địa vẫn còn có hai phần ngu cực vi tế, đến diệu giác thật địa mới hay trừ sạch. Đó là trí cùng với chướng phân rõ có hai. Thành ra chữ sở tri là sở tri chướng, là sở tri chướng tới đẳng giác mà vẫn còn hai cái phần ngu vi tế, cực vi tế, đến thành diệu giác là Phật mới hết. Bởi vì nếu mà hết thì đã thành Phật mất rồi, phải không? Còn tí mỏng đó nữa mà chưa có hết, cho nên gọi là thập nhất địa, là đẳng giác. Như vậy thì ở đây thấy cái chướng và cái trí dường như nó là hai. Lại nói chẳng phải một, chẳng phải khác ấy. Bởi vì lìa trí không chướng, lìa chướng không trí, pháp không có ngã tánh, nên nơi đây càng rõ. Bởi vì trí là do chướng mà mới có khởi trí, như vậy trí là để phá chướng. Thì như vậy thì chướng với trí dường như hai mà không có hai. Xong Như Lai tự tánh trên ngã, lìa tứ cứu vượt tất cả số lượng, chẳng phải chỗ biết của tư lương, tức là không phải chỗ biết của cái suy nghĩ. Kèm nói tác, phi tác, vân vân đều là lặp lại lời hỏi trước để nhiếp hết trong lìa tứ cứu. Nó là như vậy thì tất cả pháp thanh, bát nhã, giải thoát nó không phải một, không phải khác, vân vân, lìa tứ cứu. Bây giờ tổng bảy tổng kết pháp thân lìa các căn lượng gồm tụng. Lìa tất cả lượng thì không ngôn thuyết, không ngôn thuyết thì vô sanh, vô sanh thì không diệt, không diệt thì tịch diệt, tịch diệt thì tự tánh niết bàn. Quý vị thấy đơn giản vậy đó. Lìa tất cả lượng, lượng tức là tâm lượng, những tâm suy nghĩ. Mà lìa tất cả tâm suy nghĩ thì đâu còn nói năng. Bây giờ không nghĩ nói gì cả. Những cái nói năng gốc từ cái suy nghĩ, suy nghĩ cho nên có ngôn thuyết. Bây giờ lìa suy nghĩ thì không có ngôn thuyết, mà không ngôn thuyết thì nó vô sanh. Nó không có ngôn thuyết thì vô sanh. Vô sanh thì nó là không diệt, thì không diệt thì nó là tịch diệt. Mà tịch diệt tức là niết bàn, tự thanh niết bàn. Như vậy thì nói cách dài dòng lẫn quẩn, cho mình tóm lại không gì ngoài cái rời tất cả tâm lượng, rời tất cả ngôn thuyết,
đó là tịch diệt, là niết bàn, phải không? À, bởi vì tâm lượng ngôn thuyết nó theo nhau, mà có tâm lượng có ngôn thuyết thì đó là tướng thanh diệt. Thanh diệt thì nó là động, nó không phải là tịch diệt, vì vậy mà nó là thanh tử. Còn nó hít cái động thành là tịch diệt, mà tịch diệt là niết bàn. Tự tánh niết bàn thì không sự không nhân, tự tánh niết bàn thì không có sự không có nhân, tức là không có quả không có nhân. Không sự không nhân thì không phan duyên, tức là không vinh theo. Không phan duyên thì ra ngoài tất cả hư ngụy, ra ngoài tất cả hư ngụy tức là Như Lai. Thành ra như vậy ở đây nói nghĩa là tự tánh niết bàn thì nó không nằm ở trong cái nhân và cái quả. Mà đã không nằm trong nhân quả thì có gì đâu mà mình đuổi theo, mình nắm bắt. Thì không đuổi theo, không nắm bắt ấy, thì nó ra ngoài tất cả cái hư ngụy. Mà ra ngoài tất cả hư ngụy thì tức là Như Lai. Sở dĩ chúng ta cứ đuổi theo nắm bắt tất cả cái nhân cái quả ngoài, phải không? Mình làm cái gì mình cũng đuổi theo hết. Bởi đuổi theo nhân quả cho nên là tâm mình nó cứ lao sao lộn xộn. Thí dụ mai khởi sự làm cái này, mình tính làm cái đó sẽ kết quả làm sao. Ví dụ gần nhất là những cái người tính toán làm ăn đó, tính mai hùng vốn làm ăn cái gì đó, mà tính làm ăn đó, thì tất nhiên khởi sự làm thì đó là nhanh. Rồi mong cái kết quả làm sao, làm sao cho con lời, cho thành công, đó là quả. Mà khởi sự làm và mong thành công thì có lo không, có tính không? Đó thì lo thì tính. Bởi theo nhân theo quả thì đó là cái nghĩ suy, mà nghĩ suy thì đó là theo cái hư ngụy. Bây giờ không theo nhân không theo quả thì có nghĩ suy cái gì? Đâu có nói cái được cái mất, cái thành cái bại hay là cái thành cái bại. Thì không nghĩ được mất thành bại thì có gì lo không? Nó hết cái lo. Mà hết lo tức là con người vô sự, phải không? Mà vô sự tức là nó ra ngoài cái tâm phan duyên. Mà hết phan duyên thì hết hư mỹ. Mà hết hư mỹ tức là Như Lai. Đơn giản vậy. Mà ở đây tôi thấy nhiều khi tôi phát quạo. Nghĩa là tôi muốn ai nấy được vô sự. Tôi có sự vì phải có trách nhiệm với quý vị, cho nên tôi có sự một chút. Còn quý vị ở dưới là khỏi lo gì hết nè. Phải lo đói nè, phải lo thiếu nè, phải là được lo mất về trên, cứ lo tu giùm tôi cái sáng rồi đánh kiểu ve ve rồi dắt cuốc ra làm, vừa làm vừa chăn trâu, rồi tới giờ cái vô thì cứ cả ngày mình vừa làm mình chăn trâu vừa hoài, thành con người vô sự. Mà vô sự thì tự thánh với bạn nó hiện tiền khá biết là bao nhiêu. Vậy mà ta cũng không chịu, không chịu vô sự, đòi có sự hoài. Thấy vậy mới nhiều khi là mình muốn tạo cái duyên cho họ vô sự mà họ lại tạo nữa cái duyên cho có sự, dễ nổi tức không? Mình nhắm một đàn họ tạo ngã, thành ra vì vậy mình nhiều khi rồi cũng bực bội la. Bởi vì cái tu là cốt làm sao cho mình rảnh rang chừng nào là tốt chừng ấy, khỏi bệnh lo đói, khỏi bệnh lo no, khỏi bệnh lo tất cả sẽ đây coi như bao bọc hết nè. Nếu mà nói về cái duyên ở bên ngoài, về pháp lý thì có người lo. Nói về cái duyên mà cơm gạo no đói có người lo. Nói về cái duyên mà đi đám đi tiệc thì cũng không cho. Thì như vậy thì chỉ có cái dắt cuốc ra đồng làm, rồi về thì thảnh thơi vô sự. Mà không chịu, nhiều khi cũng kiếm chuyện đi, chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi như vậy mà không phát quạo sao được, phải không? Mình thì muốn cho quý vị được vô sự, mà vô sự thì mới chấm thấy được cái tự tánh niết bàn. Đó là cái kết quả của cái tu. Rồi cái tạo sự và thành cái công của mình đó, nó trở thành như cái công giả tràng, nó không có kết quả. Đó là cái bực bội của cái người có trách nhiệm ở chỗ đó đó. Cho nên quý vị phải hiểu, nghĩa là mình làm sao khôn ngoan để cho mình không mắc kẹt. Ở đây cái sự là chỉ quả duyên nhân, mà luôn luôn tính toán cái gì nó cũng nằm ở trên cái nhân và cái quả hết đó, chứ không có cái nào ra ngoài cái nhân cái quả.
mà nếu không có dính trong cái nhân quả thì không có bị cái vinh theo, mà không vinh theo thì hết hư vị, mà hết hư vị tức là Như Lai chứ cái gì hết. Như Lai tức là Tam Mạo Tam Phật Đà, tức là vô thượng trên đẳng chánh giác hay là đẳng chánh giác đại huệ ấy gọi là Tam Mạo Tam Phật Đà. Phật Đà đại huệ, Tam Mạo Tam Phật Đà, Phật Đà ấy là lìa tất cả căn lượng, tức là cả tất cả những cái suy nghĩ đo lường của tâm niệm chúng sinh đó. Giải thích đây là kết quả tự tánh pháp thân Như Lai vượt qua tất cả số lượng, tự chứng được ở trong tất cả danh ngôn đều chẳng phải thể của nó. Tất cả danh ngôn, tất cả suy nghĩ thì không có. Người chứng được thể này mới biết sanh diệt đều không, chỉ có tịch tỉnh, nên nói tự tánh Niết Bàn chỉ một tâm thể tịch tính, tịch tỉnh, mà tâm thể tịch tỉnh đó gọi là tự tánh Niết Bàn. Tự tánh Niết Bàn chẳng phải nhân, chẳng phải quả, hết các động niệm, dứt tâm tư tưởng, tột gốc mé vô minh, cứu cánh giải thoát không có hư ngụy, là trên pháp thân, là bình đẳng thân, hàng lìa tất cả cảnh giới các căn. Như Lai nơi Bát Niết Bàn khắp bảo đại huệ rằng: ta dùng bát nhã sâu xa xem khắp tam giới tất cả lục đạo, các núi bể cả quả đất hàm xanh, như thế tam giới căn bản tánh lìa, cứu cánh tịch diệt đồng với tướng không, không tên không biết, hàng đoạn các hữu, xưa nay bình đẳng, không có tưởng cao thấp, không thấy không nghe, không giác không tri, không thể trói buộc, không thể giải thoát, không chúng sanh không thọ mạng, chẳng sanh chẳng khởi, chẳng tận chẳng diệt, chẳng phải thế gian, chẳng phải chẳng thế gian, niết bàn sanh tử đều không thấy được, hai bên bình đẳng. Vì các pháp bình đẳng nên ở yên lặng lẽ, không có chỗ thi vi, cứu cánh an ổn hẳn không thể được. Từ pháp vô trụ mà pháp tánh thi vi, đoạn tất cả tướng một không thể có. Pháp tướng như thế, kẻ biết được gọi nó, biết được nó gọi là người xuất thế, không biết việc ấy gọi là gốc sanh tử. Thì như vậy để thấy rằng đoạn này nói rõ rằng tất cả tam giới lục đạo chúng sinh và sự vật đều là không có một pháp thiệt. Bởi không có một pháp thiệt cho nên không có cái năng, cái sở đối đãi. Bởi không năng sở đối đãi cho nên không ngã, không nhân, vân vân. Nghĩa là không còn có cái đối đãi nào là thịt. Mà biết rõ các pháp đối đãi không thực thì tâm thể thanh tịnh. Tâm thể thanh tịnh thì đó là ra khỏi tất cả các sanh tử. Còn nếu tâm thể mà còn bị sao xuyến loạn động thì đó là cái gốc của sanh tử. Đây chính là Như Lai tự tánh giải thoát, cùng tất cả pháp đồng trụ trên như bản tế, trong ngoài hằng lìa tất cả lỗi lầm. Tất cả chúng sanh cũng đồng đủ cái này, chỉ vì khách nhiễm che lấp, một niệm giác biết tích đồng sẵn được. Tức là ai ai cũng có cái tánh chân như giải thoát này, hay là Như Lai tự tánh giải thoát này, mà vì cái khách nhiễm che lấp, khách là khách trần, nhiễm là nó làm ô nhiễm, nhơ nhiễm đi, cho nên rồi không giác không biết. Đó, quý vị thấy ví dụ như con mắt mình, lỗ tai mình, nó sẵn có cái tánh giác, nhưng mà vừa thấy người thấy vật thì cái biết của cái con mắt nó bị cái thức chèn vô, phải không? Phân biệt người đó là tốt hay xấu, cảnh đó là đẹp hay xấu, vân vân, thì cái thức chèn vô cái mình quên mất cái biết. Cái biết của cái thấy là nghe tiếng cũng vậy, nghe tiếng thì cái tánh nghe nó hiện hữu, nhưng mà vừa nghe tiếng thì cái thức nó chạy vô, nó chèn, nó phân biệt tiếng, nó khen mình hay chê mình, tiếng là tiếng hay hay tiếng dở. Vì vậy mà những cái khách, cái thức đó là chỉ cho là khách, nó che
nó làm ô nhiễm cái tánh giác của mình đi. Vì vậy mà hàng ngày mình sống tánh giác mà không bị, không hiện được, bị cái khách nhiễm nó che lấp. Một niệm giác biết, một niệm mà mình giác mình biết được nó thì mới thấy nó là cái đồng sẵn có, chứ không có thiếu thốn bao giờ. Ai cũng đồng, ai cũng sẵn có. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: thải lìa các căn lượng, không tự cũng không nhân, đã lìa giác sở giác, cũng lìa tướng sở tướng. Đó, thì bốn câu kệ này nói về cái thể chân thật Như Lai đó. Cái thể đó nó lìa các căn lượng, nó không phải nhân, không phải quả, không phải năng giác, không phải sở giác, không phải năng tướng, không phải sở tướng. Ấm duyên, ấm duyên đẳng chánh giác, một khác chết hay thấy, nếu không có thấy đó làm sao mà phân biệt. Đó, cái thân ngũ ấm do các duyên hợp thành, và cái vô tưởng chánh đẳng chánh giác, tức là cái tánh giác của mình, nó không phải một, không phải khác. Nếu mà không thấy một, không thấy khác thì tự nhiên tâm mình nó hết phân biệt. Phi tác, phi bất tác, phi sự, phi cũng phi nhân, phi ấm, phi tại ấm, cũng phi có dư tập. Đó là cái chánh giác đó, nó không phải năng tác, sở tác, không phải nhân, không phải quả, không phải tại ấm, không phải lìa ấm, không còn có tất cả cái khoái tập nào thừa sót. Cũng phi có các tánh, như kia vọng tưởng thấy, nên biết cũng phi vô, pháp này pháp cũng thế. Cái đẳng giác này nó cũng không phải có cái tánh cố định nó, như những cái tưởng của cái người ngu, hay như kia vọng tưởng, tức là như những người phàm ngu vọng tưởng nói các pháp có cái tự tánh, có cái thể cố định, nên biết nó cũng không phải là không ngơ. Cái pháp này pháp cũng thế, cái pháp này tức là cái pháp chân thật của cái tánh giác đó, nó cũng như vậy. Giải thích: đây là tổng tụng pháp thân lìa nhân quả năng sở căn khí một khác tướng cứu, không có thấy lìa ấy, cũng không pháp tự tánh, cũng lại phi không pháp, khá gọi thật được pháp thể, ngộ đây sẽ lặng lẽ tự hết. Nghĩa là nó phi tất cả mà không phải là nó không đó. Cho nên nó cũng lại phi không pháp, nó phi tất cả mà không phải là không. Nếu mình nhận được cái pháp thể đó thì mọi việc nó sẽ lặng lẽ mà hết. Bởi có nên có không, bởi không nên có, nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng. Bởi mình thấy có cái có cho nên mình mới thấy có cái không, bởi mình thấy có cái không nên mình mới thấy cái có cái có. Có không hai cái nó đối đãi nhau, mình đừng có chấp. Nếu mình không chấp đó thì mình hết cái tâm tưởng lăng xăng. Hoặc nơi ngã phi ngã, ngôn thuyết lượng không dứt, chìm đắm ở hai bên, tự hoại hoại thế gian. Hoặc nơi ngã và phi ngã, ngã và vô ngã, rồi cái ngôn thuyết lượng, tức là ngôn thuyết và cái tâm suy lượng của mình, nó cứ tiếp tục chìm ở bên này bên kia. Như vậy còn mắc kẹt hai bên mãi thì đó là mình hoại mình, mà hoại cả thế gian. Giải thoát tất cả lỗi chính quán khác ngã thông, ấy gọi là chánh quán. Chẳng quỷ đại đạo sư giải thoát tất cả lỗi. Giải thoát là mình ra ngoài tất cả cái lỗi lầm ở trên, tức là lỗi lầm của đối đãi, của tâm lượng. Mình ra ngoài được cái đó rồi thì chính quán sát ngã thông, trình đó mình mới quán sát thấy cái chân ngã hiện tiền. Cái chánh quán đó thì mới không có quỷ hoại Đức Phật. Như vậy thì mình mới đi đúng cái hướng, đi đúng với cái lời dạy của Phật. Giải thích: nếu không chẳng nên thọ, nếu có chẳng nên tưởng, là không thì cứu cánh không, chẳng nên lại không, có thì cứu thì xưa nay có, chẳng nên lại có. Bởi có không đối đãi nhau, tánh chẳng có không, thể tánh không phải là có không, cái có không là cái tướng giả đối đãi thôi.
chẳng đạt nhã thông thì không có chánh kiến, mắc kẹt hai bên, tự hoại hoại người, chê bai Như Lai, đâu còn gì hơn kẻ này. Nghe không thông suốt được cái chân thật, cái pháp thân chân ngã đó, rồi thì mình cứ mắc kẹt ở hai bên, mà mắc kẹt hai bên rồi đó là mình chê bai Phật. Thế Tôn thường bảo, nếu nói có đó, người trí chẳng nên nhiễm, nếu nói không đó, tức là vọng ngữ, nếu nói có đó chẳng nên lặng thinh, cũng chẳng nên khí luận tranh tụng. Như vậy thì nói có, nói không gì chúng ta đừng có mắc kẹt, vì nói có thì không ta nhiễm, tức là mình chấp, và nói không thì đó là vọng ngữ, bởi vì cái thể tánh đâu phải là không. Như vậy thì mình chỉ cần dẹp cái khí luận hai bên có không thì đó là cái chánh pháp hiện tiền. Ý chỉ này tế nhị tha. Đọc tiếp coi. Giác mình. Thứ hai, chỉ pháp thân Như Lai chẳng sanh chẳng diệt, lìa ngôn thuyết, chia làm bốn. Một, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải không tánh. Không tánh tức là không phải, chẳng có thực thể. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, như Thế Tôn nói kinh, nhiếp thọ chẳng sanh chẳng diệt. Lại Thế Tôn nói chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của Như Lai. Thế nào Thế Tôn là không tánh nên nói chẳng sanh chẳng diệt cho là tên khác của Như Lai? Là cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ, quý vị thấy dễ hiểu mà không? Ngài hỏi rằng có khi Đức Phật nói kinh, tất cả cái nhiếp thọ, nhiếp thọ tức là cái cảnh nhiếp thọ bên ngoài đó, năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh đó, chẳng sanh chẳng diệt. Bởi vì tất cả cái cảnh bị nhiếp thọ và người hay nhiếp thọ đều là do mê mà hiện, không thiệt, cho nên không có tự tánh. Vì vậy mà nói chẳng sanh chẳng diệt. Rồi lại Thế Tôn nói rằng chẳng sanh chẳng diệt là tên khác của Như Lai. Như vậy thì nói chẳng sanh chẳng diệt cũng là tên khác của Phật. Như vậy Phật thì chẳng sanh chẳng diệt. Nhưng mà thường thường cái gì chẳng sanh là có hay không? Có không? Nghĩa là có sanh thì mới có, mà không sanh thì đâu có, phải không? Mà chẳng sanh thì tức là không gì chẳng diệt rồi. Bây giờ nói cái gì chẳng sanh mà có, nói tôi nghe coi. Thì cái sanh mới có, mà nói chẳng sanh chẳng diệt, mà nói chẳng sanh chẳng diệt là vì các pháp nó là huyễn quá, nó không thiệt, nó không có. Mà giờ Như Lai lại nói rằng đó là dị danh của Như Lai, thì như vậy Như Lai cũng là huyễn quá, không thiệt đó. Cho nên Ngài thắc mắc rồi mới đặt câu hỏi. Nếu như vậy thì Như Lai lại là chẳng sanh chẳng diệt là cái tên của Ngài, thì như vậy Ngài lại không thiệt hay sao? Nà, Phật bảo đại huệ, ta nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, các loại có không chẳng hiện. Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn, nói tất cả pháp chẳng sanh thì pháp nhiếp thọ không thể được, vì tất cả pháp chẳng sanh. Nếu trong danh tự có pháp, cuối kinh Thế Tôn vì nói. Bây giờ Phật mới giải thích. Phật nói rằng, Phật nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, đó là cốt nói các cái loại có không đối đãi nó đều không có thiệt, chẳng hiện, tức là không có thiệt. Thì Ngài Đại Huệ liền bạch lại, nói Phật, nếu tất cả pháp chẳng sanh thì cái pháp nhiếp thọ không thể được, bởi vì chẳng sanh thì đâu có mà bị mình nhiếp thọ. Người tất cả pháp chẳng sanh thì chẳng sanh tức là không có, mà không có thì tại sao nói đó là tên khác của Như Lai? Như vậy thì Như Lai không có. Đó. Cho nên đó, nếu trong danh tự có pháp thì cuối kinh Thế Tôn vì nói. Như vậy thì trong cái danh tự Như Lai là có cái thực thể, thì xin Ngài nói cho con hiểu. Phật bảo Đại Huệ, lành thai, lắng nghe, khéo suy nghĩ đó, thôi cho vì ông phân biệt, giải nói. Đại Huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, ta nói Như Lai chẳng phải không tánh, cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt, nhiếp tất cả pháp, vì chẳng đợi duyên nên chẳng sanh chẳng diệt, cũng chẳng phải vô nghĩa. Cái câu này là Phật xác nhận nói rằng
Như Lai chẳng phải không tánh, tức là nói về Như Lai là có thực thể chứ không phải là không có thực thể, thì cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng diệt. Như vậy thì chẳng sanh chẳng diệt nhiếp tất cả pháp. Mà sở dĩ nói chẳng sanh chẳng diệt, Như Lai là chẳng sanh chẳng diệt là sao? Vì không đợi duyên đó. Còn các pháp ở ngoài nó sanh nó diệt đó, nó đợi duyên, phải không? Hoặc mà đợi duyên thì nó không có thực thể. Mà không thực thể cho nên gọi là chẳng sanh chẳng diệt. Còn cái chẳng sanh chẳng diệt của Phật nói đây là cái thể tánh Như Lai, cái không đợi duyên. Thì bây giờ tất cả chúng ta thấy mọi sự kiện ở giữa thế gian này, cái gì có sanh ra cũng là đợi duyên hết, phải không? Chúng ta có hạt giống ở trong bao mà chúng ta không có đem rải xuống đất thì nó có thể lên. Chúng ta không ngâm nước, chúng ta không rải xuống đất, nó có lên cây mạ, cái giống cây lúa được không? À, như vậy thì thành cây mạ, cây lúa là phải có duyên, nó đợi duyên. Mà đợi duyên thì không tự tánh, và không tự tánh thì cái đó là không thiệt. Cho nên nói không sanh không diệt. Còn ở đây nói cái thể Như Lai không sanh diệt là không đợi duyên. À, cái pháp sanh này không phải có duyên tạo ra nó. Bởi vậy cho nên nói không sanh không diệt ở cái mặt khác. À, ở cái kia thì nói không sanh không diệt vì cái thể nó không thiệt, đợi duyên mà có. Mà cái gì duyên họ có thì cái đó không tự tánh. Bởi vậy cho nên nói không sanh không diệt như Nguyễn Như Quá. Còn cái này nói không sanh không diệt là cái thể sẵn có, sẵn có không phải đợi duyên. Bởi vậy cho nên nó không sanh không diệt, mà không phải là không ngờ, không phải là vô nghĩa. Giải thích đây là nhằm ngoài tự tâm hiện lượng chấp tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, lấy đó khởi nạn. Bởi vì Ngài Đại Huệ thấy rằng cái cảnh nhiếp thọ đó là ngoài tự tâm mình hiện, cho nên cho nó là có cái cảnh thiệt, cho nên khởi nạn. Bởi vì người theo danh mất nghĩa nên Phật vì phát minh trong kinh kiến lập tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt là vì không tánh nên nói, chẳng phải vì có tánh. Trong kinh nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt vì có duyên, đợi duyên hợp mới có, cho nên không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên nó chẳng sanh chẳng diệt. Lại nói là tên khác của Như Lai thì chẳng phải không tánh. Như Lai cũng chẳng sanh chẳng diệt, nhưng mà Như Lai lại có cái thực thể ấy là hiện rơi vào có tánh, mà nói không pháp thì có không đều đọa. Như vậy thì nó mắc kẹt vào cái có và cái không. Đây là ý nạn của Đại Huệ. Thế Tôn bảo sao nói tất cả pháp chẳng sanh chẳng diệt, không ưng là nhiếp thuộc có pháp, nó chẳng sanh chẳng diệt đừng chấp là có. Nếu bảo tên khác của Như Lai, tên ác có nghĩa ấy nhiếp thuộc về có pháp. Cho nên Thế Tôn lại bảo ta nói Như Lai chẳng phải không tánh, chẳng phải không tánh tức là có tánh, nhưng mà Ngài không nói có. Mới biết tâm lượng bản hữu chẳng đồng sình thở, bởi vì nó không không phải không tánh cho nên nó không phải như sình thở. Y nghĩa bất giác dường như các pháp hiện, vốn không có sanh cũng không có chỗ diệt. Bởi vì từ bất giác mà hiện, cho nên cái cảnh có đó nó không thực sanh không thực diệt. Ví dụ như trong cảnh trong mộng do mê mà hiện, cho nên cảnh nó không có thực sanh không thực diệt. Chẳng sanh diệt này là nói pháp không tự tánh. Nói chẳng sanh chẳng diệt đó là chỉ cho nó không có tự tánh. Chẳng phải nói thải không có, không các pháp, chẳng nên nhiếp thuộc có, lại đợi duyên hết mới thấy không sanh. Bởi vì các pháp nó không tự tánh. Mà bây giờ khi duyên hợp thì thấy nó là có, duyên hết thấy nó là không. Thì như vậy đó là cái thấy nó cạn kệt đối đãi. Cũng chẳng phải vô nghĩa là nói nghĩa tự tâm như thật chẳng sanh, chỉ đến trên danh cứu chẳng sanh chẳng diệt, vọng chấp không tánh, chẳng ưng nhiếp thuộc về có, tức là có chữ mà không nghĩa, cho nên văn sao bàn rộng vậy. Ơn hai, chỉ pháp thân Như Lai chính khi sanh mà vô sanh, sanh mà vô sanh. Đại Huệ, ta nói ý sanh pháp thân danh hiệu Như Lai, nó chẳng sanh ấy là chẳng phải cảnh giới của tất cả ngoại đạo. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Thích Trụ, Đại Huệ, chẳng sanh kia là
dị danh của Như Lai, Đại Huệ Thí Chư Nhân Đà La Thích Ca, Bất Lan Đà La. Những vật như thế, mỗi vật đều có nhiều tên, cũng chẳng phải có nhiều tên mà có nhiều tánh, cũng chẳng phải không tự tánh. Ở đây thì Đức Phật Ngài mới giải thích thêm, Ngài nói là ý sanh pháp thân. Ý sanh pháp thân tức là cái thường thường nó ý sanh thân, mà nói cái ý sanh pháp thân, cái pháp thân mà có cái diệu dụng nhanh lẹ như cái ý mình nghĩ thì gọi là ý sanh pháp thân, hiểu đó là Như Lai. Cái đó không phải, nó chẳng sanh, là chẳng phải cảnh giới của tất cả ngoại đạo thanh văn duyên giác Bồ Tát Thích Trụ biết được. Tại vì chẳng sanh kia là dị danh Như Lai, cái chỗ nói chẳng sanh nó là cái tên khác của Như Lai, mà nói chẳng sanh là tên khác của Như Lai, đừng chấp cái Như Lai và cái chẳng sanh là hai thứ khác nhau. Cho nên đây có ví dụ như Nhân Đà La Thích Ca và Bất Lăng Đà La, hai cái tên khác nhưng mà cũng một người. Nghe là trời đế thích thì có tên là Nhân Đà La Thích Ca, cũng có tên là Bất Lăng Đà La, tuy hai tên mà chỉ là một trời đế thích thôi, chứ không khác. Những vật như thế, mỗi vật đều có nhiều tên, cũng chẳng phải có nhiều tên mà có nhiều tánh, tức là có nhiều thể tánh khác, cũng chẳng phải không có tự tánh. Thì tuy cái tên nó có đôi ba tên mà thực ra có cái thể thực, nhưng thể thực đó là một chứ không phải nhiều. Ví dụ như bây giờ có người chưa xuất gia còn ở làm cư sĩ thì cái tên khác, bây giờ xuất gia rồi có cái tên khác. Như người đó hồi còn làm cư sĩ thì tên là Nguyễn Trọng Mít, rồi đi xuất gia rồi tôi cho pháp danh là Thông Xoài. Thì cái người mà ở trong xóm trong làng quen kêu Nguyễn Văn Mít, rồi bây giờ đi tu rồi cạo đầu vô chùa được cái pháp danh là Thông Xoài. Thì cái người huynh đệ đi theo Thông Xoài thì kêu Thông Xoài. Như vậy thì đi về tới cái xóm làng thì nó kêu Nguyễn Văn Mít, rồi mình nói không phải, cái này là Thông Xoài. Rồi người kia nó không phải Thông Xoài, đó là Nguyễn Văn Mít. Hai người cãi nhau. Như vậy thì Thông Xoài và Nguyễn Văn Mít là một hay là hai? Nghĩa là có hai tên nhưng mà thể nó không có hai. Ở đây cũng vậy, Phật nói vô sanh đó là Như Lai, rồi nói pháp thân Như Lai cũng là Như Lai, tuy có hai tên khác mà cái thể nó không khác. Mình đừng có mắc kẹt cái tên rồi cái mình chấp. Giải thích đây tức sanh nó vô sanh để hiển hiển ý chỉ thâm mật, vẫn không nên theo danh mất nghĩa, đừng có bị cái tên mà làm mất cái nghĩa đi. Bởi ý sanh thân, ý sanh pháp thân tức là chẳng sanh, nên nói dị danh Như Lai. Nghĩa chẳng sanh này chẳng phải cảnh giới của vị thừa và hàng thích địa. Thích địa về trước chỉ hết nhân sanh chứ chẳng đạt được tự tánh vô sanh của Như Lai. Cái câu này nó rất là thâm trầm. Tới hàng vị thừa đến thích địa là chỉ hết cái nhân sanh chứ không có đạt được cái tánh vô sanh của Như Lai. Hết cái nhân sanh. Bây giờ tôi tạm thí dụ, ví dụ như mình ra ngoài sông ngoài biển, khi có gió hỏi cái sóng nổi ầm ầm, thì sóng nổi ầm ầm đó mình biết sóng nổi là do gió, phải không? Sóng nổi là có lên có xuống, tức là có thanh có diệt, mà có thanh có diệt đó là do gió mà có sóng. Thì gió là thí dụ cái nghiệp, sóng là thí dụ sanh tử. Từ giờ mình muốn cho hết sóng á thì mình tìm phương tiện nào đó mình chặn được gió, dừng được gió, thì gió nó dừng rồi cái sóng nó lặng. Thì như vậy mình biết dừng được gió là hết sóng, mình biết ngang chừng đó, thì ngang chừng đó mình biết đó là mình biết giúp được cái nhân sanh, cái nhân để sanh ra sóng, hay là cái nhân mà nó sanh ra cái sanh tử, mình biết mình giúp được. Nhưng mà khi sóng hết rồi thì nó còn cái gì? Nó còn mặt nước bằng phẳng chứ đâu phải hết sóng là hết diệt.
Như vậy cho nên mình tu mà chỉ biết được cái hết được cái nhân sanh là dừng được cái nghiệp, dứt được cái sanh tử, mà chưa thấy được cái thực thể mênh mông của cái biển. Bởi vì mình chỉ thấy sóng sanh sóng diệt là gốc từ gió, mình dừng gió thì sóng sanh diệt hết, hết sóng sanh diệt, nhưng mà nó còn cái thể nước bằng phẳng chứ đâu phải hết, phải không? Đó, như vậy mình cũng vậy, do nghiệp dẫn mình sanh tử liên miên. Bây giờ mình dừng nghiệp, dứt được nghiệp, sanh tử hết, thì ngang đó thì nó là hết sanh tử. Mà hết sanh tử đâu phải rồi, phải nhận rằng hết sanh tử thì cái tâm thể thanh tịnh đó nó thanh thang, nó không có bờ mé. Đó, cho nên ở đây mới nói rằng từ nhị thừa đến thất địa chưa có hết được, chỉ hết được nhân sanh chứ chưa biết được cái tánh vô sanh của Như Lai. Tự tánh vô sanh của Như Lai là trên như bình đẳng, tùy chỗ tùy thời không có tướng khởi diệt, vậy trên như bình đẳng không có khởi không có diệt, thanh tịnh giống như mặt biển không có gợn sóng. Chẳng phải duyên hết mới hiện, mà nó là cái tự nó vậy. Cho nên chẳng kẹt nơi sở liễu năng liễu vô sanh, không phải có năng liễu sở liễu mà thể đó là vô sanh. Nhân Đà La Thích Ca, Bất Lan Đà La đều là dị danh của Đế Thích, chẳng phải do nhiều tên mà có nhiều tánh là thể một mà tên khác, cũng chẳng phải không tự tánh là nhiều tên dùng để nói một thể, lại phải nhân tên mà được thể. Như vậy thì từ cái tên mà mình thấu suốt được cái thể, chứ đừng có mắc kẹt ở cái tên.